mở đầu là khung cảnh có một cô gái bị ung thư giai đoạn cuối và đang hấp hối trên giường bệnh lúc này máy đo nhịp tim đã rít lên một tiếng báo hiệu cho nhịp tim của cô gái đã ngừng đập đồng thời báo hiệu sinh mệnh của cô đã kết thúc tại đây rồi bỗng nhiên hồn của cô gái được xuất ra ngoài khỏi cơ thể khi cô quay lại đã nhìn thấy bản thân mình nằm thoi thóp trên giường bệnh chứng kiến khung cảnh đó cô hốt hoảng hét lên tôi vẫn chưa muốn chết rồi đột nhiên có rất nhiều cái bảng màu xanh trong suốt hiện ra trước mặt cô thấy chúng cô ngạc nhiên tự hỏi bản thân mình đây là gì và vừa nãy rõ ràng mình đang ở trên giường bệnh mà rồi một trong số những cái bảng đó hiện ra thông tin triệu minh khê vai phụ tiểu thuyết hưởng dương 23 tuổi nguyên nhân chết ung thư khi đọc xong cô ngạc nhiên tự hỏi mình là nhân vật trong tiểu thuyết ư nghe được câu hỏi của cô hệ thống trả lời rằng đúng vậy với vai trò nhân vật phụ trong tiểu thuyết thiết lập của cô đại khái là lúc ra đời bị bế nhầm trong bệnh viện năm 15 tuổi mới được triệu ra tìm về nhưng trong nhà đã có nữ chính triệu viện ai ai cũng yêu thương mặc dù chỉ là con nuôi và do ghen tị với nữ chính nên bắt đầu hao tâm tổn trí để tranh đoạt người nhà với cô ấy và cuối cùng gặp nhân vật phụ ấy gặp phải số phận đoàn mệnh cuối cùng chết vì ung thư nghe đến đây triệu minh khê cười khổ nói với hệ thống rằng tranh đoạt sao tình cảm gia đình mà tôi không thể dễ dàng gì mới tìm lại được cố gắng lấy lòng bọn họ cuối cùng biến thành tranh đoạt đồ với nữ chính triệu viện sao đọc đến đây cô càng như nhói lòng cô nói tiếp hơn nữa lại còn chết không tử tế à hệ thống thấy cô đau khổ như vậy thì liền bảo rằng cô cũng đừng đau buồn quá tại hạ là hệ thống giúp đỡ nữ phụ có thể giúp cô thay đổi vận khí thay đổi kết cục bi thảm nghe vậy triệu minh khê mới ngước mắt lên nhìn bà hỏi thay đổi vận khí sao hệ thống đáp đúng vậy phải xem cô đồng ý hay không nữa rồi sau đó hệ thống đưa ra cho triệu minh khê hai sự lựa chọn đồng ý hay không và không biết cô ấy lựa chọn như thế nào nhưng sau đó cô đã được sống lại với cơ thể triệu minh khê của bản thân lúc trước đến đây cô ngồi bật dậy vì ngạc nhiên cô tự hỏi rằng mình sống lại rồi sao sau đó cô lấy gương soi lại bản thân mình và nhìn thấy vết bỏng trên mặt của bản thân có nghĩa là cô đã đến năm lúc cô học lớp 11. sau đó hệ thống xuất hiện bảo rằng mặc dù cô đã trọng sinh nhưng vận khí hiện tại của cô vẫn là số âm cuối cùng mấy chuyện như ung thư hay tai nạn vẫn không thể chạy thoát nghe vậy triệu minh khi lo lắng hỏi vậy tôi phải làm sao để thay đổi vận khí đây thấy vậy hệ thống trả lời rằng chỉ cần tiếp cận với người có giá trị vận khí cao thì có thể cọ được vận khí của đối phương. Sau đó hệ thống đưa cho cô một cái chậu cây màu xanh cũng trong suốt, nó bảo rằng đây là chậu cây vận khí, vận khí cô cọ được càng nhiều cỏ bên trong sẽ càng nhiều. Trượng Minh khi thấy vậy thì vừa cầm chậu cây vừa hỏi rằng, vậy tôi phải gom bao nhiêu cây mới có thể thay đổi vận mệnh tử vong đây? Hệ thống trả lời rằng chắc cũng khoảng 500 cây đó. Nghe vậy cô hốt hoảng hét lên cái gì có 500 cây sau, rồi hệ thống bảo rằng trước tiên cô đừng khóc tôi có một danh sách cô có thể thử một chút. Sau đó có một danh sách hiện ra trên đó ghi tên của ba người một là Phó Dương Hy tỷ lệ nhận lại là 6% hai là phó chí dương tỷ lệ nhận lại 2%. ba là khương tử thu tỷ lệ nhận lại là 2% khi đọc hết danh sách cô tự nhủ rằng đây đều là những nhân vật nổi tiếng trong trường học và hơn nữa bọn họ đều là ở lớp quốc tế nói đến đây cô liền lấy máy tính của mình ra và gõ cô tự nhủ rằng đúng rồi để mình xem sau một hồi mải miết làm đơn cuối cùng đơn xin chuyển lớp đã hoàn thành cô tự nhủ với bản thân rằng thành tích kỳ thi tuần trước của mình xếp thứ ba trong lớp dựa theo quy định của trường học mình có thể tự do chuyển lớp vừa nghĩ đến đây đơn xin chuyển lớp đã được in xong Cô tổ đơn đó mà vui vẻ bảo rằng xong rồi ngày mai có thể đến thẳng lớp quốc tế báo cáo. Rồi sau đó cô cầm một cái cặp lên và tự nhủ rằng phải thu dọn đồ rời khỏi đây thôi. Nói rồi cô bắt tay vào xếp hành lý của bản thân mình. Rồi đột nhiên bên ngoài có một tiếng gọi ủa trách rằng, "Chị Minh Khê hôm nay chị viện viện về nhà chị trốn trong phòng làm gì vậy? Nhân dịp mọi người đều ở đây xin lỗi chị viện viện một tiếng chuyện chị hai chị ấy bị dị ứng này để bỏ qua." Nghe đến đây cô tự nhủ dị ứng sao? Đúng rồi kiếp trước lúc này Triệu Viện vì bị dị ứng nên vừa mới trở về từ bệnh viện. Sau đó cô mở cửa ra, lúc này cô thầm tự nhủ rằng mọi người đều cho là mình cố ý hại triệu việc dị ứng dù mình có giải thích thế nào cũng vô dụng có điều hiện tại những người đó và chuyện này đã không còn quan trọng với mình nữa rồi nghĩ đến đây cô đối mặt với cậu em trai quá đáng kia của mình và bảo rằng chuyện tôi không làm vì sao phải xin lỗi nhưng bốc tròn cậu ta chú ý đến cái gì đó rồi liếc nhìn xuống chiếc vali mà triệu minh khê đang cầm trên tay và kéo đi thấy vậy cậu ta trách cứ hỏi rằng sao chị lại chơi cái trò bỏ nhà đi thế vì chút chuyện nhỏ này có cần thiết không nghe thấy cậu ta nói vậy cô tức giận đáp đây là chuyện nhỏ à tránh ra nhìn thấy cách cư xử lạnh lùng của triệu minh khê cậu ta bối rối thắc mắc kỳ lạ bình thường rối loạn tình huống này chị ấy sẽ náo loạn khóc lớn sao hôm nay lại rồi sau khi cô đi xuống tầng thì đã bắt gặp triệu vân cùng người nhà triệu gia triệu vân thấy cô liền tỏ ra ngây thơ hỏi minh khê cậu lại muốn bỏ nhà đi nữa sao sau đó cô ta với bộ mặt trà xanh của mình giả vờ chạy lại bảo rằng chuyện lần này tôi không trách cậu chúng ta có thể giống như lúc trước mà nhìn thấy triệu vân tỏ ra bộ mặt trà xanh như vậy cô liền tức giận mà hất tay cô ta ra sau đó cô nhìn thẳng vào mắt của người nhà triệu gia và sau đó bảo rằng phiền tránh ra chút cản đường rồi rồi triệu minh khê liền rời đi nhìn thấy cách hình xử của cô như vậy triệu vân liền bối rối rồi cô ra khỏi nhà trong tiếng chửi rủa của họ có người hét lên rằng để cho nó đi ngày nào cũng làm trong nhà trường khí mù mịt muốn đi nội chú thì cứ đi đừng cần nó người đó nói tiếp những thứ trong nhà có thể bù đắp đã sớm đáp ứng với mày rồi còn muốn gì nữa đúng là không biết tốt xấu mà nghe thấy vậy cô liền kéo khẩu trang lên và thầm quyết tâm rằng đời này tôi sẽ không bao giờ lãng phí thời gian vào việc nịnh nọt các người nữa và tiếp theo phải suy nghĩ xem làm sao để hút được vận khí lúc này khung cảnh chuyển đến ngày hôm sau Triệu Minh Khê vừa đeo khẩu trang vừa ôm vài quyển sách tiến vào lớp, hệ thống lúc này trong đầu cô vang lên bảo rằng tôi đã giúp cô đánh dấu người có giá trị vận khí cao. Vận khí càng cao vần sáng càng sáng và nó bảo rằng chuyện còn lại phải dựa vào bản thân cô rồi. Sau đó cô liếc mắt nhìn mọi người xung quanh thì thấy vầng sáng của ai cũng tỏa sáng trên đỉnh đầu của họ. Cô thấy vậy thì tâm đắc nghĩ không hổ là lớp quốc tế vận khí cao thật. Nghĩ rồi cô liền vội vàng bước vào bên trong của lớp. Lúc này cô đã một mình đi đến nhìn cậu học sinh đang ngủ ở dưới của lớp, trong sự ngạc nhiên của mọi người, cô tự nhủ rằng người này sáng như vậy phải có bao nhiêu vận khí đây nói rồi cô đặt hai quyển sách của bản thân xuống bàn kế bên cậu ta và kéo ghế ra để chuẩn bị ngồi như thể đó là một chỗ ngồi của riêng cô vậy rồi cô hít lấy hít để vận khí của cậu ta cô tự nhủ với bản thân rằng chính là cậu rồi nhìn cậu con trai đang ngủ ngon lành ở bàn bên cạnh mà không chú ý đến xung quanh cô tự nhủ rằng mùi hương thoang thoảng dễ chịu này mang theo một ít hương thảo dược tùng hương nhìn thấy hành động của cô thì mọi người trong lớp đều hốt hoảng mà đứng đờ ra đó rồi bọn họ hét lên trong sự kinh ngạc rằng tôi không nhìn nhầm đấy chứ cô ta đã hít anh hi cô ấy có biết người cô ấy hít là ai không rồi không gian lúc này liền trở nên ồn ào khiến người tên hi kia đang ngủ ở bàn kia cũng bị đánh thức sau đó cậu ta tháo chiếc tai nghe của mình ra trong im lặng rồi khi nhìn cậu ta tức giận vì những đánh thức cô tự nhủ rằng đó là người đứng đầu danh sách tỷ lệ nhận bất khí phó dương hy khung cảnh chuyển sang lớp kim bài lúc này mọi người đang nhìn xuống cửa sổ và nói ồ kia không phải là triệu minh khê sao một người bảo rằng cô ấy thật sự thi vào top 5 à người khác tiếp lời rằng đây là cô ấy quyết tâm muốn chuyển đến lớp kim bài sau lớp kim bài ở sát vách lớp quốc tế và cả hai lớp hoàn toàn không giống nhau học sinh ở lớp kim bài có thành tích xuất sắc thường xuyên tham gia các cuộc thi đấu trong khi đó lớp quốc tế chủ yếu là một nhóm người thừa kế của danh môn vọng tộc không có tài cán gì mà cũng chính kiếp trước chuyện triệu minh khê vì theo đuổi thẩm lệ nghiêu mà muốn chuyển đến lớp kim bài thì ai cũng biết lúc này không cảnh chuyển đến lớp kim bài có một người hét nói rằng nghiêu thần triệu minh khê đi sớm về muộn học tập chỉ vì đến lớp kim bài theo đuổi cậu sắp thành bạn cùng lớp rồi cậu có cảm nghĩ gì không lúc này thẩm lệ nghiêu đang sửa robot nghe vậy chỉ nói một câu nhàm chán cậu ta vừa cầm con robot lên vừa bảo rằng lọt vào top 5 lớp phổ thông thì có thể tự do chuyển lớp đây là quy định của trường học cũng là quyền lợi của cô ấy không liên quan gì đến tôi rồi sau đó khung cảnh truyền đến hành lang trên lớp học lúc này triệu minh khê ôm sách vở bước đi trong lời bạn tán của mọi người có người nói đến rồi cô ấy đến rồi có người lại bảo nghiêu thần ngày tháng sau này của cậu sóc muôn màu muôn vẻ rồi đến đây hệ thống lên tiếng kiếp trước và lúc này cô vẫn đang điên cuồng theo đuổi thẩm lệ nghiêu kiếp này cô sẽ không tiếp tục như vậy chứ nghe hệ thống nói vậy cô thầm nghĩ trong đầu rằng yên tâm hiện tại không có gì quan trọng hơn mạng sống của tôi cả rồi cô hỏi rằng vậy người bị tôi hết vậy thì sẽ có ảnh hưởng gì không hệ thống trả lời rằng điểm phát vkai chắc cô biết nhỉ nguyên lý cũng giống như vậy cô hít vậy khí của bọn họ vận khí của bản thân bọn họ cũng sẽ giảm đi vừa nghe hệ thống giải thích cô vừa đi qua lớp kim bài khiến mọi người ngạc nhiên đến nay cô thầm tự nhủ vậy thì tốt rồi mọi người trong lớp kim bài lúc này thấy thế thì khác nên rằng phía trước không phải là lớp quốc tế sao cô ấy đi nhầm rồi đúng không lúc này trong lớp quốc tế mọi người đang nói chuyện vui vẻ với nhau rất náo nhiệt rồi sau đó triệu minh kia ôm sách và đứng trước rồi không biết chuyện gì xảy ra cô đã không thể đứng vững mà bản thân cũng lung lay phải vịn vào tường cô lúc này cảm thấy chóng váng cô tự nói với bản thân rằng chuyện gì vậy đột nhiên lại chóng mặt mình khi ở kiếp trước cũng thi thoảng chóng mặt một chút lẽ nào đây là triệu chứng của bệnh nan y hệ thống nghe vậy thì lên tiếng nói đúng thế nếu không thì cô nghĩ là gì tất cả các thiết lập đều là muốn chôn vùi cô đấy được chưa nghe đến đây triệu minh khê trở nên bất lực rồi sau đó cô thấy điểm sáng trên đầu của mọi người cô hỏi rằng mấy điểm sáng này là gì hệ thống đáp đây là vận khí vầng sáng càng sáng xếp hạng nội khí càng cao thay đổi vận mệnh phải dựa vào bọn họ đó rồi đột nhiên cô lia mắt tới người ngồi ở cuối cùng ở của lớp kia vì cậu ta có một điểm sáng to nhất nghĩ rồi cô tự nhủ người sáng nhất bên cạnh vẫn chưa ai ngồi kìa nghĩ đến đây cô liền ôm sách vở mà vội vàng đi đến sau đó cô đặt hai quyển sách của mình xuống bàn bên cạnh rồi từ từ kéo ghế ra như là chỗ này sẽ là riêng của cô vậy sau đó cô cô cúi xuống mà hít lấy hít để cậu bạn tóc đỏ đang ngủ ngon lành kia vừa hít phần khí cô vừa tự nhủ hình như còn thoảng ra một chút hương thơm nữa sau khi hít xong thì cuối cùng cảm giác chóng mặt của cô dường như đã đỡ hơn rất nhiều số đột nhiên có một cái cây xuất hiện trong chậu cây mà hệ thống đưa cho cô nhìn thấy thế cô tự hỏi đây là gì sao đột nhiên lại mọc cây đầu tiên vậy đến đây hệ thống bảo cô biết người cô vừa hít là ai không nghe thấy thế cô đột nhiên quay qua nhìn mọi người ở trong lớp lúc này ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc họ hốt hoảng hét lên tôi không nhìn nhầm đấy chứ u là trời cô có biết người cô vừa hít là ai không cô ấy hít anh hi kìa nghe thấy có người nói rằng anh hi cô đột nhiên quay lại và nhìn cậu bạn kế bên rồi cô tự hỏi bản thân mình có lẽ nào là phó dương hi sao lúc này cậu bạn kia vẫn đang say sưa ngủ mà không biết gì triệu minh khê thấy vậy thì nghĩ tiếp là người đứng đầu danh sách tỷ lệ nhận lại vật khí sao rồi đột nhiên có một cậu bạn đi tới bảo cậu là ai vậy chỗ này từ trước đến nay không có ai cô đáp tôi là triệu minh khê từng lớp phổ thông chuyển đến đây chỗ này vì sao không thể ngồi nghe thấy học sinh mới nói vậy cậu ta kinh ngạc bảo cô tìm chết à cậu ấy là thái tử xa của phó thị đấy thấy vậy cô liền quay qua cậu bạn đang ngủ kia và bảo xem ra cậu ta còn làm một đại ca nhỉ rồi cô thầm nghĩ ngược lại cũng không phải là chuyện xấu nếu như cậu ta bắt nạt mình muốn mình làm chân chạy vật gì đó cho cậu ta nói không chừng có thể tích góp được vật khí nghĩ đến đây cô vừa lấy bình nước ra vừa đáp biết rồi không phải không còn chỗ nào có thể ngồi nữa sau tôi cứ ngồi đây trước vậy nghe thấy học sinh mới nói vậy cả lớp đều ồn ào mở hét lên cô gái châu bò vậy lai lịch thế nào đây có người lại bảo rằng nó là chuyển đến từ lớp phổ thông lẽ nào là đến theo đuổi anh hy có người lại nói tiếp xem ảnh hy thành mèo mà hít đây là người đầu tiên tôi thấy đấy nghe thấy tiếng ồn ào trên lớp phó dương y liền tỉnh lại và đặt thật mạnh vào ghế tạo ra tiếng động mọi người nghe thấy vậy đều im lặng mà không dám nói một lời nào nữa rồi cậu ta cầm chiếc tay nghe của mình tháo xuống với vẻ mặt tức giận cậu ta ôm đầu bảo rằng buồn chết đi được rồi sau đó cậu ta lấy thuốc từ trong ngăn bàn của mình ra trong mơ màng nhìn thấy phó dương hy đang uống thuốc triệu minh khê sáng mắt cầm lấy bình nước và bảo cái đùi lớn của tôi đây rồi rồi cô nói với bản thân rằng cơ hội để mình thể hiện đã đến rồi rồi cô xót một ít nước và đưa cho phó dương hy để anh uống thuốc phó dương hy nhìn thấy vậy liền bảo cảm ơn sau đó anh vừa liền một hơi uống luôn mấy viên thuốc nhưng đột nhiên phó dương hy lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ mà ngưng lại rồi sau anh đứng dậy và hét lên cô gái này là ai ngồi bên cạnh tôi làm gì nghe thấy vậy cô liền vui vẻ bảo rằng tôi là triệu minh thê vừa chuyển từ lớp phổ thông 6 qua đây. mọi người ở trong lớp nhìn thấy cô như vậy thì bàn tán rằng tuyệt vời cái này phải thích để mức nào cơ chứ. người khác tiếp lời đêm khuya thắp đèn học đêm múa bút luyện đề nhất định rất vất vả. có người còn bảo rằng em cái này lợi hại đấy vì tán anh hy mà chuyển hẳn lớp. nghe thấy mọi người trong lớp nói vậy phó dương hy liền ngại ngùng đỏ mặt bảo đổi chỗ ngồi ngay lập tức bên cạnh thiếu gia đây trước giờ không có ai ngồi. nghe thấy vậy cô liền nằm ra bàn với ánh mắt long lanh cô bảo rằng không đâu bảo tôi chuyển đi khác gì đòi cái mạng của tôi. Phó Dương Hy nghe vậy liền ngại ngùng đỏ mặt bảo rằng cậu nói bậy gì vậy. Triệu Minh Kỳ nghe thấy vậy thì liền bối rối nói sao độc thoại còn có thể nói ra ngoài chứ. Phó Dương Hy thấy cô không chịu đi thì liền sai một cậu bạn đến và bảo rằng thu dọn sách vở của cậu ta rồi chuyển đi. Nhưng đột nhiên có một người đến và đập tờ báo xuống bàn. Thì ra đó là chủ nhiệm của lớp quốc tế, thầy ấy thành lớp ồn ào nên mới hét lên rằng mới sáng sớm ồn ào cái gì chứ. Thầy nói tiếp Phó Dương Hy lại là cậu cậu nhìn xem cái chuyện tốt mà cậu dẫn đầu làm này nhìn tờ báo trên tay mình đang cầm thầy nói tiếp trường học ngăn cấm học sinh lái xe mô tô cậu thì hay rồi tự mình lái xe mô tô cũng không tính đi còn dẫn theo một đám người nghe thấy vậy có dương hy liền cười và bảo thầy trương giờ là thời đại nào rồi thầy còn đọc báo này nữa nghe thấy học sinh của mình nói vậy thấy mình tức giận và bảo rằng cậu thật sự cho rằng không ai chịu được cậu sau bây giờ lập tức cút ra ngoài chạy 30 vòng cho tôi không chạy thì hôm nay gọi phụ huynh đến gặp tôi nghe thấy thầy bảo vậy phó dương hy liền tức giận mà không nói gì rồi đột nhiên triệu minh khê giơ tay bảo cái đó em có thể chạy thay cậu ấy hay không ạ à? thấy đột nhiên triệu minh khê làm vậy cậu ta liền quay lại nhìn và ngạc nhiên nhìn thấy cánh tay của cô đang run rẩy cậu thầm nghĩ rõ ràng là sợ muốn chết nhưng vì sao cô ấy lại giúp mình lúc này thầy chủ nhiệm nhìn thấy vậy thì tức giận hét lớn được em chạy đi chạy không xong thì không được quay về học triệu minh khê nghe vậy thì đáp vâng nhìn cô chạy ra khỏi lớp học thầy thức dậy nói tiếp được rồi đấy sách toán ra đi là đến trang sau đó bạn của phó dương hy vỗ vai anh rồi gọi anh hy anh hy rồi cậu ta vui vẻ bảo rằng cậu ở đâu mà chưa chọc được cô gái như thế vậy mươi vòng đỏ cô ấy cứ vậy đi gánh giúp cậu Phó Dương Hy nghe vậy thì cười đắc ý cậu bảo rằng hết cách rồi nhưng cách mị lực. Cậu bạn kia nhìn thấy Phó Dương Hy đắc ý như vậy thì cũng không nói gì. Sau đó Phó Dương Hy bảo rằng có điều không thể để cô ấy thật sự chạy 30 vòng được, nếu không thiếu ra tôi mất hết mặt mũi rồi, nói rồi anh sai cậu bạn kia rằng cho một người đến sân thể dục thay cô ấy đi. Khung cảnh chuyển đến sang thể dục lúc này, sức nóng của mặt trời rất gay gắt. Lúc này Triệu Minh Khê đang chạy mà không để ý có người đuổi theo phía sau hệ thống lúc này bảo với cô rằng làm tốt lắm giá trị lao động đổi lấy tỷ lệ nhận lại vận khí cao nhất nếu tôi đoán không sai sau khi cô chạy xong ít nhắn cũng có thể mọc ra ba cây non sau đó bạn học kia chạy vượt lên cô rồi bảo với cô rằng anh hãy nói là không thể để cậu thật sự chạy 30 vòng mấy vòng còn lại để tôi chạy thay cậu ngay đến đây cô quyết tâm đáp không cần đâu tôi chạy xong rồi lúc này cô vừa vui vẻ chạy vừa nghĩ 30 vòng 12 cây và ba cây non lời to rồi nhưng ở đằng sau thì cậu bạn kia nhìn thấy cô như vậy liền sững sờ đến đứng hình sau đó đồng hồ cũng đã chạy đến lúc mọi người trong trường tan học lúc này cậu bạn kia bối rối đến bảo với phó dương hy rằng cô ấy không cho em chạy thay cô ấy hơn nữa hình như cô ấy rất thích thú bộ dạng trông có vẻ rất hạnh phúc phó dương hay nghe thấy vậy thì tự hỏi cái gì rất hạnh phúc sao rồi anh tưởng tượng ra bộ dạng của triệu minh khê lúc chạy thay anh tự hỏi rằng cô ấy thật sự thích mình đến vậy sao nghe vậy anh ta liền đắc ý như một con chim có mị lực vậy phổ dương hy ngồi đắc ý được một lúc thì bỗng điện thoại rung lên nghe thấy tiếng điện thoại kêu thì phó dương hay quay mặt lại nhìn và trên điện thoại hiển thị cuộc gọi đến của khương tư thu rồi có một tiếng cười vang thấu tận trời xanh đến nỗi ai cũng phải nghe được phó dương hy lúc này vừa cầm điện thoại vừa nghe khương tư thu kia cười như điên anh tức giận hỏi khương tư thu rằng cười đủ chưa nghe vậy khương tư thu không cười nữa mà bảo rằng tôi đã được nghe nói rồi bệnh cảm của tớ thật không đúng lúc mà lại bỏ lỡ nhiều chuyện hay như vậy học sinh chuyển đến đó thật sự chạy thay cậu 30 vòng sao nghe câu hỏi như vậy anh đắc ý bảo mị lực của thiếu gia tớ bắn ra từ phía bị nữ sinh thích đúng là phiền phức mà nghe vậy khương tư thu đáp không thể nào liệu các cậu có nhầm không học sinh chuyển lớp có lẽ chỉ là có yêu cầu gì với cậu thôi dương hy hỏi lại có yêu cầu gì với tớ nghe vậy khương tư thu đáp cậu nói cô ấy thích cậu cậu nghĩ xem cô ấy có thể thích cái gì của cậu thích tính tình kém sắc mặt thối của cậu à hay là thích kiểu tóc của cậu lại nói nhà cậu ngoại trừ có tiền nghe đến đây phó dương hy nắm chặt chiếc điện thoại mà tức giận sau đó anh thức dậy ném chiếc điện thoại vào la bàn rồi hét lên rồi không biết nói chuyện thì không miệng lại luôn đi anh tự nhủ rằng mình đương nhiên biết nghĩ đến đây phó dương hy bảo rằng phiền chết đi được vẫn nên nhanh chóng đuổi cô ta đi thôi sau đó khung cảnh chuyển đến một ký túc xá nữ của trường lúc này triệu minh khai đang mệt mỏi mà uống nước sau khi uống lấy uống để thì cô thoải mái nó sống lại rồi rồi cô bảo rằng toàn thân đều là cuộc vui khó chịu muốn chết tắm thôi tắm thôi nghe vậy hệ thống bảo cô rằng trước tiên cô đừng tắm xem chậu cây của cô đi nói rồi hệ thống hiện ra chỗ cây cho cô xem nhìn thấy vậy triệu minh khê ngạc nhiên đáp ba cây luôn nó rồi hệ thống bảo rằng hơn nữa cô nhìn xem mặt của cô đi nghe vậy triệu minh khê liền đi vào phòng tắm sau đó cô buộc tóc lên rồi hỏi lại hệ thống rằng mặt của tôi sao rồi bản thân cô đi đến trước gương và bất ngờ với nhan sắc hiện tại của mình thấy vết sẹo cô ngạc nhiên hét lên vết sẹo mờ rồi kìa rồi cô rơi vào trầm tư nghĩ kiếp trước một lòng đố tốt với người của triệu ra thay triệu trận hoài chạm canh nóng nhưng mình lại bị nước canh bắn lên mặt lực chú ý của cả nhà đều dồn vào triệu viện chỉ bị văng một giọt canh lên chân vì thế mình đã lỡ mất thời gian điều trị tốt nhất sau này vẫn luôn đeo khẩu trang để che đi vết sẹo nghĩ đến đây cô sờ vết sẹo rồi bảo rằng với tốc độ này có phải tôi sẽ sớm có thể tháo khẩu trang xuống không hệ thống nghe vậy thì đáp đương nhiên cô gặp những chuyện xui xẻo này đều có liên quan đến vận khí tiêu cực khi cô làm nữ phụ một khi cô hấp thụ được vận khí tích cực mọi việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều nghe vậy cô quyết tâm đáp cũng chính là nói chỉ cần ôm chặt cái đùi gió dương hy rồi ra sức cọ rất nhanh sẽ có thể thoát khỏi vận mệnh nữ phụ ác độc nghe vậy hệ thống đáp đó là đương nhiên sau đó cô trầm tư cô bảo rằng tiếp theo phải nghĩ xem làm sao để tiếp tục lấy lòng của phó dương hy nghe đến đây cô mỉm cười đáp có rồi dùng chiêu này nhất định có thể có không ít được vật khí khung cảnh lúc này chuyển đến nhà ăn triệu minh khi đang nghĩ rằng tính cách của vị thái tử gia phó thị này quả nhiên hung hãn không dễ cô nghĩ tiếp nếu như không phải do chuyện phạt chạy làm gián đoạn sách vở của mình nói khâu chừng đã bị vứt vào thùng rác rồi nghĩ đến đây cô thở dài một tiếng rồi tự nhủ ai bảo cái mạng nhỏ của mình giờ phải dựa vào người ta chứ rồi cô quay đầu cô thẩm mỹ nhưng mà làm gì mà có thể thắp cho quan hệ với cậu ta hít được càng nhiều vận khí đây nghe đến đây bụng cô bắt đầu kêu lên vì có lẽ cô cũng chưa ăn gì trong ngày rồi nhìn chiếc bụng đang kêu lên vì đói của mình cô thầm nghĩ có rồi lúc nhỏ sức khỏe bà triệu minh khê không tốt từ nhỏ cô đã học được cách nấu cơm chăm sóc bà cô cũng đã từng có ý định lấy lòng triệu ra bằng cách nấu ăn như vậy nhưng hiện tại nghĩ đến đây ánh mắt của cô liền trở nên buồn đi hẳn rồi sau đó câu hỏi hệ thống rằng nếu tôi nấu ăn cho phóng dương hy có thể gia tăng vận khí không hệ thống nghe vậy thì đáp đương nhiên chỉ cần cô tương tác với nhân vật quan trọng thì có thể cọ được vận khí nghe vậy cô quyết tâm nghĩ phó dương hy tôi không tin món ngon tôi làm không thể không giải quyết được cậu rồi sau đó cô vui vẻ đi vào nhà ăn vừa đi cô vừa bảo rằng trước tiên lấp đầy cái bụng tan học đến cửa hàng hạ dạ một chuyến xe nguyên liệu nấu ăn là được rồi lúc này khung cảnh chuyển đến trong căn tin của trường Ngọc tiểu hạ bạn thân của triệu viện lên tiếng bảo rằng các cậu thật sự cảm thấy chịu như khi không theo đuổi thẩm lệ nghiêu nữa đổi sang theo đuổi phó dương hy rồi sao Nghe vậy em trai Triệu Viện triệu Vũ Ninh lên tiếng chắc là cố ý chọc giận anh Lệ Nghiêu đó có lần nào anh Lệ Nghiêu đến nhà mà chị ấy không ăn mặc xinh đẹp rồi lao xuống không. Nói đến đây anh ta tức giận đập đũa xuống bàn và bảo rằng đồ ăn căn tin thật khó nuốt so với món Triệu Minh khi làm thì kém xa. Nghe thấy em trai mình nói vậy Triệu Viện đứng lên gấp cho cậu rồi bảo rằng quả thật tính cách Minh Khê có, đôi lúc khá trẻ con chuyện giận dỗi với anh Lệ Nghiêu cũng vậy đột nhiên rời nhà để ký túc xá ở cũng vậy. Rồi cô ta thăm dò hỏi rằng Vũ Ninh, Minh Khê cô ấy có nói với em khi nào về nhà không. Nghe vậy anh ta tức giận đã mặc kệ chị ấy về hay không cũng là chuyện của chị ấy. Cho hôm nay chị ấy đấy chơi biết bao nhiêu lần rồi cuối cùng chẳng phải lần nào cũng tự mình vác xác về nhà sao? Nghe thấy vậy Triệu Viện giả bộ lo lắng nói đừng tức giận nữa mối quan hệ giữa em và cô ấy là tốt nhất hay em khuyên cô ấy một chút đi. Rồi cô ta bảo rằng nếu vẫn không được thì chúng ta cứ đợi sau khi cô ấy quay về nhà thống nhất thừa nhận chuyện chị dị ứng không hề liên quan đến cô ấy. Nghe đến đây Vũ Ninh kia tức giận nói rằng em không đi đâu chị cũng đừng quan tâm nữa. Rồi cậu ta bảo rằng tối qua em đi xem rồi quần áo mẹ mua cho chị ấy chị ấy đều không mang đi nói rõ chị ấy căn bản không có ý định ở trường học vài ngày rồi cậu ta tức giận quay mặt đi bảo em không tin qua mấy ngày nữa chị ấy không chán nào mà chủ động quay về nhà trong lòng cậu ta lúc này thì lại nghĩ rằng bằng không thì mình mỗi ngày phải ăn cái món khó nốt phải sao không được rồi nhìn đồ ăn trên bàn cậu ta thầm nghĩ hơn nữa lúc trước dù có cãi nhau chuyện minh khê cũng sẽ đưa cơm hộp cho mình mà sao hôm nay vẫn chưa đến thật khó chịu đến đây ngạc tiểu hạ vừa lau miệng vừa lên tiếng bảo rằng chuyện cô ấy chịu phạt chạy thay phó dương hy đã chuyển đến lớp bọn tớ rồi có thể là vì chọc giận thẩm lệ như sao rồi cậu ta vui vẻ đáp ý nói có thể thẩm lệ như chắc chắn rất chừng mắt cô ta muốn theo đuổi nghiêu thần đừng nói trưởng thành như viện viện tốt xấu gì cũng phải trưởng thành như khổng giải trạch ở trường kế bên nhỉ nói đến đây vũ ninh kia càng ngày càng cảm thấy khó chịu rồi sau đó cậu ta đứng dậy hét lớn với ngạc hạ tiểu bảo nói nhảm cái gì vậy cô đi tè rồi tự soi lại mình đi nghe thấy vũ ninh tức giận như vậy cậu ta chỉ có hoảng loạn rồi sau đó lo sợ mà lắp bắp nói xin lỗi triệu viện thấy vậy thì tôi cởi bỏ được rồi được rồi tiểu hạ à lần sau đừng nói minh khê như vậy nữa sau đó vừa gấp thức ăn lên triệu viện vừa thầm nghĩ ngạc tiểu hạ dám nói như vậy là vì chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của minh khê lúc vừa mới đến triệu gia vẻ ngoài nổi bật ngũ quan xinh đẹp tinh xảo khiến mình nảy sinh ra cảm giác có nguy cơ và đương nhiên tất cả những thứ này đều vì vết bỏng một năm trước mà kết thúc tại đó rồi rồi đột nhiên vũ ninh lên tiếng gọi triệu minh sao khiến cả hai đều phải quay đầu lại triệu minh khê lúc này thì đang bước vào căn tin của trường nhìn thấy hai tay của triệu minh khê chống chân vũ ninh tức giận nghĩ chị ấy vậy mà không mang cơm hộp cho mình rồi cậu ta bối rối nghỉ lần này chị ấy tức giận đến như vậy sao hình như hôm qua mình nói chuyện quả thực có chút quá đáng hay là mình đi nhận sai trước nghỉ nhưng chưa kịp để cậu ta nghĩ xong triệu minh trên đã đi gần đến thấy vậy vũ ninh vui vẻ lên tiếng nói chị minh khê chị nhưng cô nghe thấy thế thì không quan tâm bản liền lướt qua như người lạ thấy triệu minh khê lạnh lùng bước qua như vậy vũ ninh liền lo lắng nhìn và tự hỏi đây là chị ấy xem nhẹ mình sao rồi sau đó khung cảnh chuyển sang quầy gấp thức ăn lúc này triệu minh khê đang đưa phần của mình ra để lấy thức ăn rồi sau khi lấy xong cô liền đi ngay khỏi đó mà không dừng lại một giây nào nhìn vũ ninh đang định gọi cô lại cô nhanh chân bước qua cô thầm nghĩ khi những thứ nhất lại tỷ lệ nghịch với cố gắng vậy phải dừng tổn thất lại kịp thời mà hiện tại Triệu Gia chính là tổn thất nghĩ đến đây cô liền đặt phần cơm của mình xuống một chiếc bàn cách xa đó. Rồi cô kéo khẩu trang xuống bản thân cô thầm nghĩ Triệu Vũ Ninh có thể thích ứng hay không đó là chuyện của bản thân em ấy. Rồi đột nhiên có một cô gái chạy đến và cầm theo một chiếc bánh cô ấy bảo Minh Khê tớ đến rồi này. Và cô gái này không ai khác chính là hạ dạng bạn tốt nhất của Triệu Minh Khê. Sau đó hạ giảm vui vẻ đưa bánh cho Triệu Minh Khê và bảo rằng cuối tuần trước cậu đến cửa hàng bánh nhà tớ làm bánh ngọt bố tớ đã nói đánh rất ngon đấy. Nghe vậy Triệu Minh Khê nhìn hộp bánh rồi vui vẻ. Nhìn Triệu Minh Khê đang phấn khích mà muốn mở hộp bánh ra. Hạ dạng liền bảo hai miếng bánh này chính cậu cũng chưa từng ăn thử tớ vẫn luôn để nó trong tủ lạnh hôm nay mang đến cho cậu đến thử xem. Số đột nhiên bàn tay của triệu minh khê muốn mở hộp bánh bỗng dừng lại. Cô bảo rằng tớ nên mang về phòng học đợi khi nào đói rồi ăn vậy. Hạ dạng thấy vậy thì mỉm cười rồi bảo đồ quỷ nghèo thì cậu thôi. Triệu minh khê lúc này vui vẻ thầm nghĩ nếu phó dương y mà ăn được hộp bánh này thì mình sẽ có thể tích góp vật khí rồi. Hạ dạng lúc này thì quay lại bảo đúng rồi minh khê cái người kia triệu viện bị dị ứng đã ổn chưa? Nghe thấy hai chữ triệu việc cô liền hoàng hồn lại mà không vui vẻ nữa sau đó cô vừa gấp thức ăn tỏ ra lạnh lùng nói không biết tớ chuyển ra ngoài rồi hiện tại tớ đang ở trường học nghe triệu minh khê nói vậy hạ dạng hoảng hốt hét lên nói cái quỷ gì vậy chỉ vì chuyện triệu viện bị dị ứng mà nhà cậu đuổi cậu ra ngoài sao rốt cuộc ai mới là con ruột vậy triệu minh khai thấy vậy thì ra hiệu rằng cô hãy nói nhỏ thôi rồi bảo rằng cậu ngồi xuống trước đi là tớ tự chuyển ra ngoài hạ giọng nghe vậy thì vừa tức giận vừa ngồi xuống bảo rằng tức chết đó mà theo tớ thấy chuyện này chắc là do triệu viện đê tiện kia tự biên tự diễn rồi triệu minh khi thấy vậy thì bảo không phải cô ấy ngược lại có khả năng làm ngạc tiểu hạ hạ dạng thấy vậy thì lên tiếng hỏi cô ta sao vì triệu viện hạ không đến mức đó chứ rồi hạ dạng ghé sát lại cô rồi hỏi đợi đã lẽ nào là thẩm lệ nghiêu nghe vậy triệu minh khai đáp tớ cũng đoán như vậy dù sao camera cũng không thể tra được hạ dạng nghe đến đây thì tức lên nói chắc chắn chính là cô ta cô ta ghen tị với cậu vì cậu và thẩm lệ nghiêu đính hôn từ nhỏ cậu có thể giải thích với gia đình à nghe vậy triệu minh khai đáp tất cả bọn họ sẽ không tin đâu cậu là bạn tớ chuyện xảy ra trong cửa hàng nhà cậu chẳng khác nào là do tớ cố ý nghe vậy hạ dạng đó cậu đợi đó tớ nhất định sẽ nghĩ cách giúp cậu làm rõ ràng chuyện này ai là người đứng sau chuyện này tớ chắc chắn sẽ khiến cô ta đẹp mặt nghe vậy triệu minh khê liền véo má cô và cười bảo rằng cậu cứ mặc kệ đi dù sao hiện tại tớ cũng quyết định phân rõ giới hạn hoàn toàn với triệu ra chuyện cậu có thể giúp tớ chính là tìm xem có con đường nào kiếm tiền hay không dẫu sao hiện tại tớ cũng phải tự nuôi sống bản thân rồi nghe vậy hạ dạng liền vui vẻ cầm điện thoại và bảo vậy cậu hỏi đúng người rồi đó tớ gửi cậu một vài đường link để cậu xem vào giờ giải lao buổi chiều nhé rồi cô vui vẻ bảo rằng mấy ngày trước có một thổ hào đăng bài nói bị cảm cần tìm một người thi hộ ra giá, giá rất cao 8000 tệ. Nghe vậy Triệu Minh Khê vui vẻ đáp cao như vậy sao đủ tiền sinh hoạt trong một kỳ học của tớ luôn đó. Sau đó Triệu Minh Khê vừa cầm điện thoại vừa đọc cô thầm nghĩ mặc dù thù lao cao nhưng hiện tại vẫn khí thấp như vậy mỗi lần thi không phải đau bụng thì cũng là không thoải mái căn bản không thể thi tốt được vẫn nên thích góc vật khí trước. Đến đây Hạ Dạng đột nhiên hỏi Minh Khê cậu đang nghĩ gì đấy ăn xong rồi thì đi thôi. Nghe vậy cô đáp được. Sau đó hai người liền vui vẻ rời khỏi căn tin mà không biết có hai người đằng sau đang nhìn họ đó chính là thẩm lệ nghiêu và bạn của cậu ta bạn của cậu ta bảo rằng xem ra cuối tuần trước triệu gia xảy ra chút chuyện ngạc tiểu hạ ở lớp thường thanh đã khiến triệu viện bị dị ứng rồi đá cái nổi lên người của triệu minh khê triệu minh khê cãi nhau với gia đình một trạm rồi chuyển đến trường học ở rồi rồi sau đó cậu ta vui vẻ nói tiếp cho nên triệu minh khê chuyển đến lớp quốc tế tuyên bố muốn theo đuổi tên họ phó kia nhất định là vì ăn giấm của cậu và ngạc tiểu hạ đấy nghe bạn của mình nói vậy thẩm lệ nghiêu thắc mắc hỏi ngạc tiểu hạ là ai bạn của cậu ta thấy vậy thì bất lực mà chẳng nói gì rồi nhớ về buổi tập bóng rổ và tuần trước cậu ta bảo rằng thì vào tuần trước sân bóng rổ chúng ta chơi song hiệp hai nữ sinh đó đã đưa cho cậu một chai nước khoáng lúc ấy triệu minh khê cũng đã đứng bên cạnh thẩm lệ nghiêu thấy vậy thì lên tiếng hỏi là cô ta à cô ta nhét chai nước vào tay tớ rồi chạy bên cạnh không có thùng rác tớ cũng không thể vứt bừa bãi được rồi anh nhìn triệu minh khê và nói tiếp hơn nữa tớ cũng không uống quay đầu lại đã nhắn cho cậu rồi nghe vậy bạn của cậu ta đáp triệu minh khê tám phần là không nhìn thấy phần sau lại thêm cuối tuần xảy ra xung đột với ngạc tiểu hạ càng nghĩ càng tức bèn chuyển luôn đến lớp quốc tế rồi cậu ta nhìn thẩm lệ nghiêu rồi bảo rằng không sai chính là vậy nghiêu thần cậu không làm chút gì à lỡ như sau này cô ấy thật sự không theo đuổi cậu nữa mà chạy luôn thì phải làm sao nghe đến đây thẩm lệ nghiêu chỉ im lặng mà không nói bất cứ cái gì cả và khung cảnh chuyển đến thời gian nghỉ trưa lúc này triệu minh khê đang cầm hộp bánh vui vẻ bước vào lớp mọi người thấy vậy thì lập tức nhìn cô triệu minh thế cũng nhìn lại cô thẩm mỹ sao ai cũng nhìn mình vậy lẽ nào phó dương hy vứt sách vở của mình rồi à nói đến đây cô chợt nhìn sang cái bàn của mình ở dưới cuối lớp rồi cô thở phào một cái thầm nghĩ vẫn may mà còn rồi đột nhiên phó dương hy lên tiếng gọi bản thân cô nghe thấy vậy triệu minh khê cũng quay lại nhìn rồi sau đó cô dựa sát gần phó minh khê mà người cô thầm nghĩ vận khí mùi tùng hương khô giáo này thật dễ chịu phó dương hy nhìn thấy vậy liền ngại ngùng đỏ mặt bảo cậu con mẹ nó rốt cuộc là muốn làm cái gì rồi sau đó cậu ta ngại ngùng nói thấy cậu chạy thay tôi 30 vòng chuyện lúc sáng cậu ngồi cạnh tôi thì có thể không tính toán nhưng đây không có nghĩa tôi dễ dàng thừa nhận cậu có thể tiếp tục ngồi bên cạnh thiếu gia tôi nghe vậy triệu minh khê ánh mắt long lanh đó nhưng phòng học cũng không còn chỗ nào có thể ngồi nghe vậy phó dương hy bảo vì sao tôi phải giải quyết vấn đề của cậu liên quan đến tôi cái rắm rồi sau đó bạn của phó dương hy kêu hai bạn học các loại rồi bảo rằng hai cậu đến đây giúp học sinh chuyển lớp chuyển bàn đi đi nghe thấy vậy triệu minh khê liền đến và ôm lấy bạn của mình rồi bảo không đi tôi muốn ngồi ở đây hai học sinh kia thấy vậy thì dùng hết sức kéo đi nhưng vẫn bị triệu minh khê giữ lại rồi đột nhiên cô nghĩ ra một cái gì đó cô cầm hộp bánh vừa nãy mà bản thân của cô đã đem đến rồi giơ lên sau đó cô đưa cho phó dương hy rồi bảo rằng không bằng chúng ta thương lượng một chút tôi dùng hai miếng bánh ngọt này đổi lấy tư cách có thể ngồi ở chỗ này ok không đến đây cô nói tiếp sau này nếu cậu còn muốn làm tôi vẫn có thể làm phó dương y nhìn thấy bắp thì cầm lấy chiếc máy đó rồi bảo rằng thiếu gia tôi sao có thể vừa ý thứ cậu làm thế này rồi sau đó cậu ta mở hộp bánh ra thì liền kinh ngạc vì nó rất thơm vừa ngửi đã biết ngon rồi đến nay cậu ta đắc ý nghĩ cô ấy có tâm hơn so với bất kỳ người theo đuổi nàng lúc trước thế mà biết được mình thích ăn đồ ngọt mị lực của thiếu gia quả nhiên vô địch nhìn thấy chiếc bánh bạn của phòng dương hy cũng liền chảy nước miếng mà chạy lại bảo thơm quá đi phó dương hy nghe vậy thì lên tiếng nói cút đi sau đó phó dương hy quay ra triệu minh khê rồi bảo rằng cái này tôi nhận cho phép cậu ngồi cạnh tôi học một buổi chiều đó nhưng ngày mai tôi không muốn nhìn thấy cậu ở bên cạnh thấy vậy triệu minh khê mắt sáng lên đáp hai miếng bánh chỉ đổi được một buổi chiều sao không được thêm vk y chat của cậu nữa nghe đến đây cả lớp đều quay lại trầm trồ nói dũng mãnh quá trước mặt nhiều người như vậy mà trực tiếp xin vk y chat em gái này cũng dũng mãnh quá đó anh hy 17 năm trời gặp phải dũng sĩ chân chính rồi đến đây có dương hy đỏ mặt ngại ngùng nói cậu tôi cảnh cáo cậu đừng hòng quấy rối tôi nghe vậy triệu minh khê liền tỏ ra bộ mặt hung dữ nói còn không thì đưa trước một nửa hay một phần tư nghe vậy triệu minh khê hét lên vang trời rằng ông đây cho cậu cậu đừng dựa sát lại nữa cầm điện thoại trên tay triệu minh khê vui vẻ nghĩ rằng tuyệt vời có v y chát rồi rồi sau đó phó dương hy đẩy một tấm chi phiếu sang bàn của triệu minh khê anh nhìn cô rồi bảo rằng còn nữa đây là thù lao cậu đã chạy 30 vòng triệu minh khê nhận thẻ ngân hàng rồi vui vẻ nở một nụ cười đáp cảm ơn nha phó dương hy thấy vậy liền vui vẻ thầm nghĩ vui đến vậy sao hết cách ai bảo tính tình mình tốt lại còn ưu tú đẹp trai và còn có tiền chứ nói đến đây điện thoại trong người phó dương hy đột nhiên có tin nhắn đến anh cầm điện thoại ra và trong đó ghi rằng cậu nói muốn bỏ tiền ra để đuổi cô ấy đi đã đưa tiền chưa phó dương hy thấy khương tử thu nhắn vậy thì đáp đưa rồi trong thẻ có 10 vạn cô ấy thích tớ như vậy sự vui vẻ trên mặt hoàn toàn không thể che giấu được tớ cảm giác cô ấy chắc hẳn không phải xông đến vì tiền của thiếu gia tớ vừa nhắn đến đây có dương hy liền quay lại nhìn triệu minh khê rồi cậu ta nói với bạn của mình rằng học sinh trẻ lớp ăn mặc mộc mạc tuyệt đối không phải là người vật chất khương tư thu nghe vậy thì đáp có lẽ còn phải đến sau thì mới thấy kết quả được từ lớn đến nhỏ tớ chưa từng nhìn thấy người nào vì bản thân cậu mà theo đuổi cậu đấy phó dương hy nghe đến đây thì tức giận nói cậu chính là ghen tị với thiếu gia tớ rồi khung cảnh chuyển đến thời gian tan học lúc này đồng hồ của trường cũng đã reo nghe thấy tiếng đồng hồ trường réo phó mình hy liền tình ngủ mà vươn vai rồi đột nhiên cậu ta quay lại phía bên cạnh mình nhưng không thấy ai cả phó dương Hi thái vậy thì hỏi người đâu rồi cậu ta cau mày thầm nghĩ liệu có thể nghiêm túc theo đuổi người ta không vậy đến đây điện thoại phía trên mặt bàn liền có tiếng tin nhắn đến đọc tin nhắn đó là từ ngân hàng gửi đến vì tài khoản đã bị rút tiền cậu ta tức giận nói năm vạn sáu sao đúng là một người con gái vật chất mà lúc này không cảnh chuyển đến buổi tối tại dinh thự phó gia phó dương hy bây giờ đang ngồi xem điện thoại đã được hai tiếng đồng hồ rồi vừa nhịn điện thoại anh ta vừa thầm nghĩ mình thật sự đã đánh giá thấp học sinh chuyển lớp 10 vạn tệ vậy mà tiêu sạch toàn bộ chỉ trong một lần thí nghiệm cũng có phần không chịu nổi sau đó nhìn đồng hồ anh ta dụi mắt buồn ngủ nhưng không để ý đến giờ giấc anh ta vẫn thầm nghĩ trọng điểm là đã lâu như vậy mà vẫn không gửi tin nhắn cho mình sao nghĩ đến đây anh ta bực bội tự nhổ răng kim chủ người ta tiêu tiền xong còn có thể nhận được một tiếng cảm ơn đấy sao mình cái gì cũng không có vậy nhỉ đến đây anh ta lật người nhìn điện thoại mình trên cao nói cho dù là sống đến vì tiền thì có thể có chút thành lý theo đuổi người ta không chứ nhưng đột nhiên vì lỡ tay mà chiếc điện thoại đó rơi xuống rồi đập trúng mặt của phó dương hy khiến anh ta đau đớn lúc này khung cảnh chuyển sang ký túc xá nữa triệu minh khê đang nhập tin nhắn rằng khó thiếu cậu nhắn cho tôi lại là được mà dù đột nhiên chậu cây xuất hiện với một nửa cây đang mọc triệu minh khê thấy vậy thì mắt sáng lên cô vui vẻ nói trực tiếp mọc ra nửa cây quả nhiên lần đầu tiên đều là uy lực rất lớn đến đây cô vui vẻ nhắn tiếp cho phó dương hy rằng ngủ ngon lúc này nhìn chậu cây yếu ớt mọc lên hệ thống nói đây là hiệu ứng giới hạn giảm dần trong vòng một ngày hiệu quả của cùng một chuyện sẽ yếu dần nghe vậy triệu minh khê tự nhủ rằng chẳng trách chiều hôm nay hít cậu ta nhiều như vậy mà cũng không được dù đột nhiên cô hỏi hệ thống rằng số lượng từ tin nhắn ngắn dài có ảnh hưởng gì không hệ thống nghe vậy thì đáp cái này không biết nữa cô có thể thử một chút nghe hệ thống bảo vệ cô đã gửi một tin nhắn rất là dài cho phó dương hy khi gửi xong tin nhắn thì nhìn sang phía bên chậu cây cô tự nhủ rằng lần này chỉ dài thêm một phần tám nhìn điện thoại cô thẩm mỹ có vẻ như mỗi ngày chỉ có ba tin nhắn đầu tiên có thể khiến chậu cây phát triển nghĩ đến đây cô liền cất điện thoại và nằm xuống cô vui vẻ tự nhủ rằng sau này mỗi ngày gửi cho phó dương hy ba tin nhắn là được rồi rồi đột nhiên lúc này điện thoại cô kêu lên thì có tin nhắn gửi triệu minh khê mở điện thoại ra thì thấy bản thân mình nhắn rằng minh khê lệ như đã đến nhà cậu vào buổi tối rồi và khung cảnh bây giờ lại chuyển đến nhà của triệu gia lúc hai tiếng trước Phu nhân triệu gia lúc này hỏi quản gia rằng Minh Khê vẫn không dự định quay về à? Nghe vậy quản gia đáp không có hay là ngày mai tôi đến trường học tìm xem dẫn cô ấy quay về. Phu nhân triệu gia nghe vậy thì đã bỏ đi không cần không phải chỉ nói nó hai câu xô so động một chút là bỏ nhà đi ai nung chiều tật xấu của nó được. Quản gia nghe vậy thì đáp phu nhân hay hỏi thử thiếu ra xem. Nghe vậy bà ta đáp lại rằng ai cần hỏi chứ nó không về thì cứ kệ đi. Nhưng khi nói đến đây bà ta lại hỏi Vũ Ninh rằng hôm nay con có gặp được chị con ở trường không? Có hỏi nó dự định lúc nào mới quậy đủ rồi quay về nhà không? Nghe vậy Vũ Ninh liền nhớ lại lúc ban trưa triệu Minh Khê lướt qua người mình. Nghĩ đến đây anh đáp lại rằng không nhìn thấy con mới lớp 10 không chuyện gì thì đi qua lớp 12 bên chị ấy làm gì chứ. Nói rồi Vũ Ninh hết lớn giọng mẹ đừng đến hỏi con nữa còn không phải do bản thân mẹ mắng người ta đến mức phải bỏ nhà đi sao. Nghe đến đây bà ta hét lên để tôi xem nha đầu chết tiệt này có thể chống đỡ đến lúc nào. Vũ Ninh nghe vậy thì tự nhủ rằng chị Minh Khê lần này có cần phải tức giận đến vậy không cơ chứ lẽ nào thực sự muốn hoàn toàn vạch rõ giới hạn của chúng ta hay sao. Rồi cậu ta cầm điện thoại lên và nói với bản thân mình rằng gửi một tin nhắn xem sao cầm điện thoại lên cậu ta nhập dòng tin nhắn chị Minh Khê khi nào chị về vậy nhưng đột nhiên cậu ta lại thầm nghĩ nhưng bây giờ mình gửi wi chat cho chị ấy chẳng phải rất mất bản sao rồi một lúc sau cậu ta lại ủ rũ nghĩ rằng nhưng lỡ như lần này cũng không có cơ hội để ăn thì phải làm thế nào đến đây cậu ta quyết tâm bảo rằng mặc kệ vậy gửi thôi rồi đột nhiên cậu ta nhìn thấy cái gì đó trên điện thoại thì ra là triệu Minh Khê đã hạn chế tài khoản nhắn tin của cậu ta thấy vậy Vũ Ninh gọi cho triệu Minh Khê nhưng mà lại được thông báo không liên lạc được Vũ Ninh thấy vậy thì buồn bã nghĩ chị ấy vậy mà lại bồ lốc hết y chat và số điện thoại của mình rồi đột nhiên có tiếng nói ở dưới tầng một rằng tiểu thiếu gia thiếu gia lệ nghiêu đến rồi có nói chút chuyện phu nhân bảo cậu xuống dưới đấy nghe vậy vũ ninh hét lớn rằng biết rồi cháu xuống ngay đây rồi sau khi xuống tập một thì cậu đã thấy bố mẹ mình và thẩm lệ nghiêu đứng nói chuyện rồi thẩm lệ nghiêu nghiêm túc bảo rằng bác gái lần này cháu đến là muốn nói về chuyện triệu viện bị dị ứng triệu minh khê vô tội nghe đến đây cả ba người triệu gia đều trợn tròn mắt vì ngạc nhiên khung cảnh lúc này đã vào nửa đêm tiếng gió thổi lao sao khiến các tán lá trên cây phải đung đưa lúc này triệu minh khai đang ngủ ngon giấc thì đột nhiên điện thoại bỗng có tiếng ai đó gọi đến khiến cô phải tỉnh giấc Cô cầm điện thoại lên thì thấy trên đó hiện đến cuộc gọi của anh hai. Triệu Minh Khê mệt nhọc mà cất lên tiếng alo. Thấy vậy đầu dây bên kia liên tục nói rằng Minh Khê anh hai vừa mới biết chuyện viện bị dị ứng lúc trước hình như là do người bạn kia bên cạnh em ấy không cẩn thận, làm mọi người trách nhầm em rồi anh hai xin lỗi em. Có điều thói quen chịu chốt tuổi thân đã bỏ nhà đi cũng không tốt lắm xem mẹ dẫn đến mức nào rồi khi nào em về nhà với anh hai đi đón em. Nghe đến đây tại cô như muốn nổ tung ra. Rồi sau đó cô tắt ngang vì không muốn nghe thêm một câu nào nữa. Trong lòng cô thầm nghĩ thật đúng là thiên vị vẫn trước sau như một ngay sau đó có một dòng tin nhắn hiện đến rằng minh khê sao lại tắt máy rồi nhìn thấy tin nhắn thì gọi lại cho anh hai nhà đọc đến dòng tin nhắn này cô liền chặn số của anh hai trong lòng cô thầm nghĩ cuối cùng cũng xóa xong bọn họ thế giới thanh tịnh rồi lúc này không cảnh lại chuyển đến dinh thự của triệu gia bố của triệu vũ ninh bảo rằng mẹ của vũ ninh rằng khuya như thế này rồi con bé có thể đã ngủ rồi mẹ vũ ninh tức giận đáp hiện tại tính tình nóng này như vậy sao nói hai câu đã dùng chuyện nội chú để uy hiếp cho dù chuyện viện viện dị ứng không liên quan gì đến nó thì nó cũng không thể chỉ lo nổi giận với chúng ta mà không lo lắng cho việc viện chứ nhìn thấy tình cảnh như này vũ ninh thầm nghĩ vì sao rõ ràng không phải lỗi của chị minh khi nhưng mà mọi người trong nhà là trách chị ấy mà sau khi anh hai lệ Nhiêu giải thích rõ ràng mẹ vẫn oán trách chị ấy không hiểu chuyện nghĩ đến đây cậu ta liền nhói lòng cậu ta tự nhủ rằng nếu như loại thiên vị này rơi vào người mình thì mình có thể làm gì đây sau đó khung cảnh chuyển đến ngày hôm sau tại ký túc xá lúc này triệu minh khê vừa đánh răng vừa gửi tin nhắn rồi sau khi đánh răng xong cô đi ăn sáng vừa đọc tin nhắn cô vừa tự nổ đã lâu như vậy mà không trả lời tin nhắn xem ra phó dương Hi chắc là thật sự không muốn trả lời mình rồi nghĩ đến đây hệ thống lên tiếng đáp cô đơn phương gửi tin nhắn cho cậu ấy mặc kệ cậu ấy có trả lời lại hay không đều sẽ phân thành kết giao với nhân vật thời thượng từ đó có thể có được một chút vật khí nghe được hệ thống như vậy cô vui vẻ gửi thêm hai tin nhắn nữa trong lòng cô thầm nghĩ nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành cùng lúc này phó dương hy cũng đã xem tin nhắn anh ta cũng đã thử cả một đêm để đợi phó dương hy tự nhủ rốt cuộc cô ấy đang gửi cái gì giống như mật mã vậy nghĩ rồi anh ta lên mạng để tìm kiếm ba dấu chấm mà mình khê gửi nhưng đáp án lại cho ra rằng dấu chấm là dùng để đại diện cho em nhớ anh em anh và không cần trả lời đây là bí mật thuộc về em anh không bao giờ biết khi đọc đến đây mặt của phó dương hy trở nên đỏ ửng vì ngại ngùng cậu ta lắp bắp nói học sinh chuyển lớp là ý này sao không phải đấy chứ sáng hôm sau triệu minh khê đã bê một thùng lớn kèm với một hộp bánh mà nặng nề đi vào lớp nhớ đến hình ảnh phó dương hy lúc trước từng bảo rằng cái này tôi nhận cho phép cậu ngồi cạnh tôi học một buổi chiều đó nhưng ngày mai tôi không muốn nhìn thấy cậu ở bên cạnh thì đến đây cô đã hiểu tại sao bàn của cô lại không có ở chỗ lúc trước rồi triệu minh khê thấy vậy thì tức giận thầm nghĩ không ngờ cậu ta thật sự nhỏ mọn như vậy uẩn công bình mang bánh ngọt cho cậu ta rồi sau đó bạn thân của phó dương hy đi đến và nói rằng anh hy vẫn chưa đến cậu ấy đoán chừng hôm nay cậu sẽ không chủ động tìm chủ nhiệm lớp đổi chỗ ngồi nên bảo tớ chuyển chỗ ngồi của cậu đến hàng cuối cùng bên kia trước rồi còn nữa hôm nay cậu trực nhật nói đến đây cậu ta sáng mắt lên như nhìn thấy gì đó thì ra cậu ta đang nhìn hộp bánh trên tay cô vừa mang đến sau đó cậu ta vui vẻ bảo rằng dù sao cậu cũng không theo đuổi được anh hy hay là cái này cậu cho tớ ăn tớ giúp cậu bao thầu trực nhật một học kỳ nghe thấy vậy triệu minh khê đưa học bánh kia cho cậu ta và bảo rằng vậy cho cậu đó lâu bạc đen cũng giao cho cậu luôn lúc này cô thầm nghĩ phó dương hy đối xử với mình như vậy mình không thèm đưa bánh ngọt cho cậu ta nữa cậu bạn kia khi nhìn thấy vậy thì vui vẻ đáp học sinh trường lớp ngày mai cậu lại mang thêm một phần cho tớ tớ sẽ đưa địa chỉ nhà của anh hy cho cậu nghe tới đây triệu minh khê gọi hệ thống bảo rằng biết địa chỉ nhà của phó dương hy trồi non sẽ sinh trường chứ nghe vậy hệ thống đáp không đâu trừ khi có thể đến nhà cậu ta chơi nghe vậy triệu minh khai liền quay đi và bảo cảm ơn không cần nữa trong đầu cô lúc này thầm tự nhủ một chút cũng biết phó dương hy không thể để mình bước vào nhà của cậu ta rồi cậu bạn kia nhìn thấy tình hình như vậy thì tự nhủ chuyện gì vậy đây là nản lòng mà không theo đuổi nữa sao rồi khi ngồi xuống bàn của mình cô thầm nghĩ hay là suy nghĩ một chút tìm cách làm bạn cùng bạn với khương tử thu có tỷ lệ nhận là hai nhỉ rồi đột nhiên cả lớp yên lặng khiến không gian trở nên bất thường sau đó triệu minh khê như nhìn thấy ai đó đi vào lớp thì ra người đi vào lúc này là phó dương hy cậu ta cũng vừa đi vào cửa lớp thì nhìn triệu minh khê nhưng lại thấy cô quay đi mà không để ý đến bản thân mình đột nhiên ánh mắt phó dương hy trở nên buồn hơn cậu ta thầm nghĩ rằng người như vậy là vì quá nghèo sao rồi cậu ta nghĩ tiếp có vẻ vì cần tiền mà tiếp cận mình cũng không đáng đến mức không thể tha thứ sau đó cậu ta đi về chỗ ngồi của bản thân nhưng đột nhiên nhìn thấy bạn của mình đang ăn cái gì đó như hồi pha phó dương hy lên tiếng hỏi bạn của mình rằng vẫn chưa ăn sáng xong à nghe có người bảo mình như vậy cậu ta đang nhai nhồm nhoáng cũng phải quay mặt lại dưới ngăn bàn làm chiếc bánh giống với hôm qua triệu minh khê đưa cho mình ăn cậu ta tức run người thầm nghĩ cô gái vật chất này không phải muốn theo đuổi mình sau buổi sáng con gửi tin nhắn cho mình vừa đến lớp học đã tặng bánh ngọt cho người khác khung cảnh lúc này chuyển đến bên ngoài trường học Phó Dương Hy túm áo rồi nhìn bạn của mình và hét lên cậu cho tiền cô ấy nói chuyện với cô ấy rồi sao? Cậu ta thì ôm đầu đáp nói chuyện rồi. Rồi cậu ta nhìn với ánh mắt thăm dò hỏi nói cái gì rồi. Cậu bạn kia vừa hoảng sợ vừa đáp tớ hỏi cô ấy có cần địa chỉ của nhà cậu không cô ấy nói không cần. Nói đến đây có Dương Y liền thả áo của bạn mình ra không hỏi nữa. Anh đeo tai nghe lên mà tiến thẳng về chỗ của mình. Lúc này Phó Dương Hy dường như rất buồn bực sau khi nghe những lời nói đó. Rồi đột nhiên chân anh chạm vào thùng đồ ở bên cạnh làm tiếng động phát ra. Phó Dương Hy quay lại bạn mình hỏi này cái thùng đó là đồ của cậu à? cậu bạn kia bối rối đáp không phải tớ thấy học sinh chuyển lớp mới sáng sớm đã khiêng lên đây rồi cậu ta cười và bảo rằng anh hi nói không chừng đây là quà tặng cậu đấy tớ mở ra giúp cậu nhé nghe thấy bạn của mình nói vậy anh ta đáp bánh bao đắt thì có thể tặng cái gì chứ một thùng khoai tây thiếu ra tôi khinh thường nhưng đột nhiên ánh mắt của anh ta chợt ngây người ra như thể vừa chứng kiến một cái gì đó thì ra đồ bên trong bao gồm nét thơm gối ôm thuốc nhỏ mắt còn có ghế ergonomic cậu bạn kia bảo rằng vẫn là con gái kỹ lưỡng đúng không anh hi nghe vậy phó dương hi đỏ mặt ngại ngùng đáp đều là những thứ con mẹ nó gì vậy cậu bạn kia thì không để tâm mà lắp chiếc ghế lại sau đó cậu ta vui vẻ bảo rằng lắp xong rồi nhãn hiệu này rất đắt để tớ thử giúp cậu nghe đến đây phó dương hy liền liền đẩy cậu ta ra và bảo tránh ra chặt mông cậu đi sau đó phó dương hy ngồi lên chiếc ghế đó anh thầm nghĩ mặc dù cảm giác cũng không khác gì so với kỳ cứng lắm nhưng đồ do học sinh chuyển lớp chọn chắc hẳn không tệ nghĩ đến đây anh mỉm cười thầm tự nhủ rằng trước giờ chưa từng ai để tâm đến mình như thế xem ra để cô ấy trở thành bạn cùng bạn cũng không phải không được lúc này gió thổi rất mạnh khiến cho những tán cây đong đưa và cũng lúc này triệu minh khê đang đến những mầm cây cô tự hỏi rằng chậu cây này có thể mọc ra tổng cộng bao nhiêu cây non vậy hệ thống nghe thấy vậy thì đáp 999 cây nghe vậy cô liền hết hồn vì nghĩ nó quá nhiều lúc này khung cảnh chuyển đến thời gian nghỉ trưa của lớp hạ dạng triệu minh khê vừa đứng ở ngoài lớp vừa nhắn tin rồi sau khi nhắn xong cô cất điện thoại vào trong túi và đi vào lớp ngồi học sau khi có tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa phố dương hy lúc này ngồi trên bàn nhìn quyển sách vừa buồn ngủ vừa thẩm mỹ tiêu rồi có phải mình đã làm học sinh chuyển lớp hoàn toàn tổn thương rồi không nghĩ đến đây phó dương hy ngoái đầu lại nhìn triệu minh khê ở đằng sau và lúc này trong lớp cũng đồn rằng sốc phó dương hy lần đầu tiên đi học không ngủ trong 3 năm qua mà cứ nhìn học sinh chuyển lớp cả tiết học sau khi tiếng chuông gieo báo hiệu giờ giải lao đã đến mọi người trong lớp đều đi ra ngoài phó dương hy nhìn xuống chỗ của triệu minh khê mà không thấy đâu anh thầm nghĩ sao lại từ bỏ nhanh như vậy chứ không thể nói muốn chuyển đến ngồi cạnh mình thêm một lần nữa à nghĩ rồi anh hỏi bạn của mình rằng học sinh chuyển lớp đâu cậu bạn kia đáp chắc là đi tình bạn của cô ấy ở lớp phổ thông rồi đấy sau đó phó minh hy hỏi rằng cậu có cách nào để biết được trước khi học sinh chuyển lớp chuyển qua đây có bạn bè và sở thích nào không rồi cậu ta vừa cầm quyển sách vừa bảo rằng như thế nào cũng được không phần lớn nhỏ có thể nghe ngóng cậu bạn kia nhìn thấy vậy thì hốt hoảng nghĩ mình quen biết anh Hi hai năm rồi lần đầu tiên nghe được cậu ấy muốn nghe ngắm ai đó hơn nữa còn là một cô gái nghĩ rồi cậu bạn kia quay qua nhìn phó dương hy đang bối rối rồi bảo rằng anh hy không phải cậu đến đây anh ta cười vừa nói tiếp thật sự có hứng thú với cô gái đấy chứ nghe đến đây có dương hy đánh mạnh vào đầu của anh ta và ngại ngùng đỏ mặt hét lên hứng thú cái mông ai biết được cô ta có phải tay mắt của bên kia phải đến hay không không cẩn thận để cô ta nắm được điểm yếu của tôi phân chia tài sản của tôi thì sao nghe vậy cậu bạn kia đáp cậu nói cũng có lý vậy tớ đi nghe ngóng một chút nhưng vừa đi cậu bạn kia liền đứng lại rồi bảo về phó dương hy giả đúng rồi có một câu tôi không biết nên nói hay không phó dương hy nghe vậy thì bực bội đó có chuyện gì thì nhanh nói đi nghe vậy cậu bạn kia vui vẻ đáp anh trai cầm sách ngược rồi kìa nghe thấy bạn mình chơi chọc như vậy phó dương hy liền đỏ cả mặt mà ngại ngùng sau đó anh ta ném hẳn quyển sách vào đầu cậu bạn kia và hét lên cút lúc này không gian chuyển đến thời gian nghỉ trưa của lớp hạ dạ triệu minh khê vừa đọc tin nhắn vừa dựa vào tường sau đó cô cất điện thoại đi và rút ra cái gì đó thì ra là một mẩu giấy và trên đó có ghi rằng chuyện của ngạc tiểu hạ cảm ơn nha nhìn mảnh giấy cô thầm nghĩ có lẽ thẩm lệ nghiêu chỉ tiện tay thôi mình trịnh trọng như vậy những vị hiểu lầm thì sao nghĩ đến đây cô liền do tờ giấy thật chặt trong lòng bàn tay mình rồi nhìn ra cửa sổ thằng quyết tâm đời này không thể để tâm trí đắm chìm trong tình yêu được nữa khung cảnh lúc này lại chuyển đến lớp kim bài lúc này thẩm lệ nghiêu đang sửa đồ điện tử thì có một tiếng nói vang lên đi thôi nghiêu thần đi ăn cơm thẩm lệ nghiêu nhìn lên thì thấy bạn mình rồi cậu ta đã cậu đi trước đi nghe thấy vậy cậu bạn kia liền đi ra khỏi cửa lớp và bảo vậy tớ đi trước đây cũng cùng lúc này có một cô gái bước vào rồi đặt một quyển sách xuống bàn của thẩm lệ nghiêu rồi cô ta bảo rằng vở ghi chép của cậu đây thẩm lệ nghiêu thấy vậy thì lên tiếng hỏi sao lại là cậu đưa đến bạn thân của triệu minh khê nghe vậy thì đáp minh khê xem vở ghi chép của cậu lại đưa cho tớ mượn tớ tiện tay đưa đến luôn thì làm sao nghe vậy thẩm lệ nghiêu thẩm nghĩ trong đầu mình rằng trước kia cô ấy tuyệt đối sẽ không nhờ người khác đưa đến lần này sao lại khi bạn thân của triệu minh khi đi ra thì cậu bạn kia vừa bảo đi ăn chưa cũng quay lại để nhìn lén thấy không có ai trong lớp nữa trừ thẩm lệ nghiêu cậu ta mới vào bên trong cậu ta chạy lại thẩm lệ nghiêu và bảo rằng nghe nói triệu minh khê đã mua cho phó dương hy không ít được tốt đó đúng là tỉ mỉ chu đáo cậu ta nhìn thẩm lệ nghiêu rồi bảo rằng nghiêu thần không phải cô ấy cô ấy muốn kích động cậu chủ động đi tìm cô ấy đó chứ nghe vậy anh liền đó tớ làm gì phải chủ động đi tìm cô ấy tớ không thích cô ấy cậu bạn kia thấy thế liền bảo rằng cũng đúng quá chậm trễ cho tiền đồ của cậu mặc dù bánh ngọt và cơm hộp rất ngon nghe vậy thẩm lệ nghiêu chỉ im lặng mà không nói bất cứ điều gì cũng cùng lúc này khung cảnh chuyển sang lốc quốc tế phó dương hy vừa nhìn lên cửa sổ vừa thầm nghĩ chạy đi đâu rồi mà vẫn chưa quay lại rồi anh lôi điện thoại của mình ra thì thấy giờ đã là quá giờ chưa anh tự nhủ ăn một bữa cơm thì cũng nên ăn xong rồi chứ rồi khung cảnh lại chuyển đến một góc sân khác của trường học lúc này vũ ninh đang đi cùng kẻ côn đồ thì thấy triệu minh khê đi qua kẻ côn đồ kia nhìn thấy thế thì lên tiếng bảo này chị gái cậu sẽ không giáo huấn cậu nữa chứ nhưng khi kể cả kẻ côn đồ kia nói vậy triệu minh khê cũng không quay lại thấy vậy vũ ninh liền hất tay tên kia ra và gọi chị cậu ta hoảng hốt chạy đến chỗ cô rồi bảo rằng rốt cuộc khi nào chị mới hết giận triệu minh khê thấy vậy thì đáp cậu chẳng tôi lại chỉ để nói chuyện này thôi à Vũ Ninh nghe vậy thì bối rối bảo đều là người nhà cả cũng không cần thiết phải chiến tranh lạnh từ trước chuyện nhỏ này mà. Đến cả em chị cũng không thèm để tâm nữa mà block em luôn vừa nãy thấy em cũng làm như không nhìn thấy gì vậy. Nghe đến đây cô đột nhiên dừng lại mà không bước đi nữa cô tự nhủ rằng lại đến rồi lại không chút chuyện nhỏ này. Nghe đến đây cô lên tiếng bảo tôi không chiến tranh lạnh với các người sau này tôi cũng không có dự định quay về nữa. Nghe thấy chị của mình nói vậy Vũ Ninh lúc này mới thật sự hoảng loạn cậu ta lắp bắp hỏi ý chị là gì. Trượng Minh khê thấy vậy thì nói tiếp hai năm trước lúc tôi chưa đến người một nhà các người sống khá tốt tôi đến cũng rất dư thừa tôi hy vọng sẽ rảnh rỗi danh giới trở về trạng thái như hai năm trước hai năm nay nhà các người tiêu rút tiền vì tôi tôi tính toán một chút đại khái là tầm 13 vạn nói đến đây cô bảo rằng tôi nợ các người mới 3 vạn tôi sẽ trả từ từ vậy nên phiền cậu quay về nói với người trong nhà cậu một tiếng hãy cho tôi một chút thời gian đừng mỗi ngày đến thúc giục nợ nghe vậy vũ ninh hốt hoảng hét lên anh bảo rằng nợ cái gì mà nợ chị là người nhà và gia đình chúng ta mà khó khăn lắm mới tìm lại được ai muốn trả nợ chứ nghe vậy cô cũng im lặng mà không nói gì cô thầm nghĩ thôi vậy bản tính của vũ ninh không xấu nhưng mình cũng không có cách nào giải thích chuyện kiếp trước với em ấy thôi cứ như vậy đi nghĩ đến đây cô liền quay người bước đi mà không chút lưu luyến. Và sau khi bước đi lên những bậc thang cô liền bảo rằng "Phiền cậu chuyển lời giúp tôi." Vũ Ninh thấy vậy thì ngây người ra thầm nghĩ trước nay mình chưa từng thấy chị ấy thật sự rời khỏi cái nhà này mà không quay về lỡ như lời chị ấy nói là thật thì phải làm sao. Lúc này khung cảnh bỗng trở nên ảm đạm khi có những làn gió lướt qua. Đột nhiên có một người đi đến gọi Vũ Ninh. Thì ra đó chính là Triệu Viện Cô ta vui vẻ bảo "Sao thế đi tìm Minh Khê rồi à, hai người đã nói gì vậy?" Nhìn thấy Triệu Viện như vậy Vũ Ninh đền đáp "Chị Minh Khê chị ấy nói." Rồi đột nhiên cậu ta tối sầm mặt mày lại mà không nói gì cậu ta thầm nghĩ nói ra sẽ kích thích mâu thuẫn gia đình chứ hơn nữa đến lúc đó nói không chừng chị minh khê sẽ hồi tâm chuyển ý thì sao nghĩ đến đây cậu ta liền xoay người rồi bảo bỏ đi không có gì nhưng càng thấy vậy triệu viện liền kéo tay của cậu ta lại cô lo lắng hỏi không thể cho chị biết sau bây giờ hai người cũng có bí mật với chị rồi nghe triệu viện nói vậy vũ ninh kia tức giận nói rằng đã nói là không có gì cả chị đừng có hỏi nữa phiền thật nghe được những lời như vậy cô ta liền bàng hoàng đến sững sờ cô ta thầm nghĩ em ấy lại vì triệu minh khiêm mà nói mình phiền ư rồi khung cảnh lại chuyển sang hành lang lớp học lúc này triệu minh khê đang đi đến thì thấy thẩm lệ nghiêu và một cô gái đang đứng cùng nhau triệu minh khê nhìn thấy vậy thì thầm nghĩ khổng giải trạch sao không phải cô ấy học ở trường kế bên à sao lại đến đây khổng giải trạch kia khi nhìn thấy triệu minh khê cũng thầm nghĩ rằng nữ nhân này thật là âm hồn bất tán à đến đây khổng giải trạch liền khoác tay thẩm lệ nghiêu rồi cô ta giả bộ cười nói thân mật với thẩm lệ cho triệu minh khê thấy cô ta bảo rằng nghiêu thần năm nay lớp các cậu sẽ phải những ai tham gia vậy có thể tiết lộ một chút tin tức hay không nhìn thấy khổng giải trạch tỏ ra thân thiết như vậy thì anh liền hất mạnh cánh tay của cô ta ra rồi quay sang nhìn chị đã thấy triệu minh khê đứng ở đó triệu minh khê lúc này thì thầm suy nghĩ hóa ra là vì giải đấu lên trường à triệu minh khê nghĩ đến đây thì vội vàng đi qua cô thầm nghĩ nhưng mà điều quan trọng nhất là vì thẩm lệ như chứ gì cô tự nhủ rằng được rồi ngại quá lần sau phải đổi sang đi cầu thang bên kia để lên lầu mới được nhìn thấy triệu chứng minh thế không quan tâm mình như trước kia anh đứng giữ người ra rồi gọi cô triệu minh ghê nghe thấy vậy thì liền bối rối quay lại bảo hai người cứ tiếp tục đi tôi vào trước đây nghe thấy vậy thẩm lệ như liền bảo rằng lần sau đừng để hạ dạng đưa vở ghi chép nữa nghe thấy vậy triệu minh thế đáp biết rồi có điều sau này cũng không cần mượn vở ghi chép của cậu nữa thẩm lệ nghiêu nghe vậy thì bảo rằng tiến độ của lớp học quốc tế và lớp học phổ thông không giống nhau cọ sát đi có thể theo kịp sao triệu minh khai đáp vậy tôi có thể mượn vở của bạn trong lớp quốc tế dù sao cậu cũng yên tâm sau này tôi sẽ không đi làm phiền cậu vào thứ ba hàng tuần nữa nghe thấy vậy thẩm lệ nghiêu câu mặt hỏi bạn trong lớp quốc tế là phó dương hy sao triệu minh khi nghe vậy thì đáp thành tích của cậu ta không tốt cho lắm cô thẩm nghĩ 3 năm trung học võ ghi chép của cậu ta đã viết được chưa một chỗ nào nghe đến đây thẩm lệ nghiêu đưa cho cô tờ giấy bảo bảo đây là đơn xin tham gia cuộc thi liên trường điền xong thứ bảy đưa cho tớ tớ sẽ nộp cùng lên xem thử có thể trúng cử tham gia hay không triệu minh khê đáp không cần đâu làm thẩm lệ nghiêu giữ người thẩm lệ nghiêu sau đó tức giận bảo tùy cậu không đến càng tốt vừa vặn tôi cũng rất bận lúc này không cảnh chuyển đến lớp quốc tế triệu minh khê bây giờ cũng đang vào lớp khiến phó dương hy phải nhìn chằm chằm phó dương hy thức giấc mà không thèm nói lời nào bạn thân của phó dương hy thái vậy thì mới lên tiếng bảo anh hy đương nhiên chầm chậm nữa người ta vào rồi nghe thấy vậy phó dương hy liền đeo tay nghe lên lấy quyển sách mình đang để trên mặt bàn sau đó anh ta giả bộ đang chăm chú đọc sách triệu minh khê lúc này đi đến nhưng mà không nói gì mà lướt thẳng qua phó dương hy thấy vậy thì thầm nghĩ vậy mà cô ấy lại không thèm đến tìm mình nguyên một ngày trời rồi cậu ta vứt quyển sách kia đi và bảo với bạn mình rằng cái người nói chuyện với học sinh chuyển lớp là ai vậy bạn bè lúc trước quen sau cậu bạn kia ủ rũ nghĩ bạn bè sao người ta bị đùn túi quần nuôi cả trăm ngàn sờ sen đồ oanh lệt rồi rồi nhìn bạn mình đang tức giận cậu ta thầm nghĩ nếu như tớ nói cậu có thể là một công cụ bị dùng để làm cho người ta ăn giấm cậu vẫn ổn chứ nhìn phó dương hy đang tức giận kia cậu ta thầm nghĩ có khả năng ngày mai cậu muốn ôm theo trái bom đến trường luôn đó chứ thẩm lệ nghiêu thức dậy hỏi triệu minh khai giảng bạn ở trong lớp quốc tế là phó minh hy sao triệu triệu minh khê nghe vậy thì đáp thành tích của cậu ta không tốt cho lắm trong đầu cô thầm nghĩ ba năm trung học và ghi chép của cậu ta đã biết được chút nào đâu nghe vậy thẩm lệ nghiêu lên tiếng bảo đây là đơn xin tham gia cuộc thi lên trường điền xong thứ bảy đưa cho tớ tớ sẽ nộp cùng lên xem thử có thể trúng cử tham gia khô tô nghe vậy triệu minh khê cũng cầm lấy lúc này bạn thân lúc này của phó dương hy đang ôm đầu mình mà khóc thì ra cậu ta chính là do phó dương hy đánh phó dương hy lúc này đánh xong thì bảo rằng cả buổi sáng cô ấy không đến làm phiền tôi giấc ngủ và thiếu ra tôi cũng trở nên tốt hơn rồi nói rồi cậu ta khó chịu quay mặt đi rồi có bạn thân kia bảo rằng mình muốn nói đều tại học sinh chuyển lớp kia không biết điều lại còn muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt phó dương hy kia thấy vậy thì tức giận quay mặt lại hỏi cậu nói cái gì thế rồi cậu ta bảo rằng môi sáng sớm tôi bước bản cô ấy đi cô ấy đau lòng một chút cũng có thể hiểu mà sau đó phó dương hy cao mày nhìn cậu ta rồi bảo rằng cậu đừng lòng dạ tiểu nhân nữa đừng so đo với một cô gái mấy lời lạc mềm buộc chặt này nghe khó thật đấy nghe vậy cậu ta đều bất lực bảo đều là lỗi của tôi đàn ông thật khó sinh tồn sau đó không cảnh chuyển đến lớp học mọi người lúc này đều đã vào lớp vì tiếng chu trường siêu thầy giáo đứng ở trên bục thì bảo rằng im lặng hết đi chuẩn bị vào học nào phó dương hy lúc này quay xuống nhìn triệu minh khê anh tự nhủ rằng sao cô ấy vẫn ngồi ở đó chứ nghĩ rồi anh lại quay mặt lên rồi tự nhủ thiếu ra không chủ động mở miệng đâu gió thổi vi vu lúc này thầy giáo lên tiếng nói các em là sách đến trang 26 triệu minh khê vừa là sách vừa nhìn chậu cây cô thầm nghĩ cả một ngày rồi chậu cây không có chút tiến triển nào phó dương hy thì không đồng ý làm bạn cùng bạn với mình phải làm sao đây nghe vậy hệ thống lên tiếng nói lúc cô xem tiểu thuyết phần nào khiến cô cảm thấy thích thú nhất về cảm xúc và tâm lý nào nghe vậy triệu linh thê trả lời rằng lúc nam chính và nữ chính tiếp xúc với nhau thân thiết hệ thống nghe cô nói thì nó bảo đúng vậy chuyện cô đang làm hiện tại càng giống như một người em trai nếu không phải chỉ là một em trai thì sao nghe phạm triệu minh khai đáp tiếp xúc cơ thể với người trên danh sách có thể gia tăng càng nhiều vận khí vậy sao rồi cô tưởng tượng ra nếu cô ôm phó dương hy thì có lẽ mầm cây cũng lên nhanh chóng rồi nếu cô hôn được phó dương hy thì có thể mầm cây sẽ tăng nhanh gấp bội đến đây cô chật đỏ mặt mà tự đánh mình cô tự nhủ rằng mình đang nghĩ gì vậy chú rồi cô thở dài một tiếng nghĩ tiếp nếu như mình thực sự là vậy chỉ sợ cái cục chính là 17 tuổi chết dưới nắm đấm của phó dương hy hệ thống nghe cô bảo vậy thì nó nói rằng cô thử đụng vào da của cậu ấy xem cây non sẽ sinh trưởng được bao nhiêu đụng một chút chắc sẽ không bị đánh đâu nghe vậy cô đáp lấy lại đến rồi làm sao mới có thể động vào người của phó dương hy được cơ chứ và đúng lúc này thầy giáo đi qua thì thấy cô ủ rũ thấy vậy thầy nghĩ đứa nhỏ này sao lại mặt mày trong như thế chẳng lẽ vừa chuyển lớp nên chưa thích ứng sao? Rồi sau đó thầy bảo rằng Tết này đến đây thôi tan học. Sau câu nói đó thầy lại bảo với Triệu Minh Khai rằng em đến văn phòng với thầy một chuyến. Nghe vậy Phó Dương Hy quay xuống bạn của mình rồi bảo rằng đi xem xem thầy giáo tim cô ấy có chuyện gì đi. Cậu bạn kia nghe vậy thì cũng đứng dậy nhưng mà trong lòng cậu thầm nghĩ quan tâm người ta như vậy thì tự mình đi đi chứ. Rồi sau đó khung cảnh chuyển đến văn phòng giáo viên lúc này cậu bạn kia cũng đang nghe lén thầy bảo minh thế à thầy thấy lúc lên lớp em không tập trung lắm có phải vừa chuyển lớp đến nên chưa kịp thích nghi không cô đáp dạ trong lòng cô lúc này thầm nghĩ nếu muốn tiếp xúc với phó dương hy vẫn phải trở thành bạn cùng bàn với cậu ta trước rồi mới có cơ hội nghĩ đến đây cô liền đáp thầy giáo em chưa thích đi cho lắm hiện tại em ngồi cách bảng xa quá nghe thấy cô nói vậy thầy giáo đáp vậy em muốn chuyển đến đâu nào như nắm bắt được cơ hội cô nhanh chóng bảo rằng hình như chỉ có chỗ bên cạnh phó dương hy là còn chống cứ cho em ngồi ở đó đi lúc này cậu bạn kia nhanh chóng trở về lớp quốc tế cậu ta hét lên anh hy rồi cậu ta chạy đến chỗ phó dương hy bảo rằng học sinh chuyển lớp nói với thầy chủ nhiệm muốn ngồi cùng bàn với cậu đấy cậu ta nói tiếp thầy giáo khó xử muốn chết nói nếu như muốn ngồi cùng bàn với cậu thấy kiến nghị em vẫn nên ngồi một mình thì hơn cậu ta nói tiếp học sinh chuyển lớp vô cùng kiên định bảo cứ để em ngồi ở đó đi tiếng anh của phó dương hy rất tốt có thể giúp đỡ em kỳ thực cậu cũng không tệ nghe đến đây phó dương hy ngại ngùng đỏ mặt mà vứt hẳn quyển sách vào mặt cậu ta rồi anh cười điên cuồng tự nhủ rằng buổi sáng không thấy cô ấy không ngờ lại lén đi tìm thầy chủ nhiệm rồi rồi một lúc sau thầy giáo đến cùng với triệu minh khê thầy hét lên bảo phó dương hy cho người chuyển bàn của triệu minh khê về lại đừng bắt nạt học sinh chuyển lớp nữa đám thuốc hạ của phó dương hy nghe vậy thì chỉ nhìn và thầm nghĩ anh hy không nói ai dám chuyển chứ phó dương hy nghe vậy cũng im lặng anh thầm nghĩ đám người này bị sao vậy đến cả lời của thầy chủ nhiệm cũng không nghe sao ngay chủ nhiệm không thấy ai có động tĩnh gì liền lên tiếng thầy hét lên còn không mong di chuyển bàn đi phó dương hy nghe vậy thì cũng nói tiếp cho thầy chủ nhiệm chút mặt mũi cứ chuyển đi thấy vậy bạn thân của anh chỉ hai cậu bạn kia và bảo rằng được thôi đến chuyển bàn nào thấy họ chuyển bàn của mình về chỗ cũ triệu minh khê lúc nào cũng thấy yên lòng rồi khi được ngồi với phó Dương hi cô nhìn anh suốt khiến phó dương hy ngại ngùng đỏ mặt rồi thầy giáo nói tiếp được rồi trật tự tiếp tục bài học tiếp trước chúng ta đã nói đến bên này chỗ minh khê nhìn sang phó dương hy rồi tự nhủ phải làm sao để tình cờ tiếp xúc cơ thể với phó dương hy đây nhìn có dương khi đang ngủ ngon như vậy mà không biết trời đất gì tìm cô liền đập thình thịch vì rung động sau đó cô lấy một ngón tay của mình và định chạm vào tóc của phó dương hy nhưng đột nhiên cô đứng ngoài lại vì nhìn thấy tài của phó dương hy nhìn như rất đỏ cô giúp tay của mình về lại và thầm nghĩ cậu ấy bị ép ngồi chung với mình tức giận đến vậy luôn sao ta cũng đỏ hết kìa rồi cô lập tức lấy giấy bút ghi ra cô vừa ghi vừa thẩm mỹ không được cậu ấy ghét mình như thế sau này mình phải làm sao để tiếp cận để lấy vận khí của cậu ta đây nói rồi cô ghi lên dưới dạng xin lỗi chuyện thầy chủ nhiệm sắp xếp ngồi tôi cũng không biết trước đến đây thầy chủ nhiệm hắt xì một cái như thể có ai đó đang nói xấu thầy vậy triệu minh khê sau khi viết xong thì liền chắp tay và tự nổ thầy chủ nhiệm em xin lỗi rồi sau đó cô đẩy qua bàn phía của phó dương hy Thấy như vậy anh thầm nghĩ có phải cô ấy muốn nói chuyện với mình không thế mình cứ ngủ như vậy chẳng phải cô ấy sẽ không có cơ hội sao hay là mình nên ngồi dậy nhỉ. Nghĩ đến đây anh liền mở mở mắt ra và nhìn. Cầm lấy bức thư trên tay anh cười và thầm nghĩ gấp gáp như vậy vừa chuyển qua đã viết giấy cho mình nghị lực của thiếu gia quả nhiên vô địch. Và sau khi đọc bức thư xong anh cười và tự nhủ rõ ràng là chủ động tìm thầy chủ nhiệm yêu cầu đổi chỗ thế mà lại nói vậy đối lừa gạt. Vừa đọc anh vừa đắc ý nghĩ mình hiểu thiếu nữ yêu thầm luôn vậy mà. Nghĩ rồi anh nhanh tay lấy một tờ giấy khác và ghi đáp lại lời đó. Rồi sau khi ghi xong anh vo thật chặt tờ giấy đó rồi dùng tay vứt nhẹ qua chỗ của triệu minh khê nhưng không may tờ giấy đó không qua đúng chỗ của triệu minh khai mở sắp rơi luôn xuống bàn rồi nhìn thấy vậy phó dương hy hốt hoảng nhìn lên thầy giáo anh thầm nghĩ không ổn rồi để thầy chủ nhiệm nhìn thấy thì học sinh chuyển lớp tiêu đời mất nghĩ đến đây anh vươn tay lên lấy tờ giấy triệu minh khê thấy đây là cơ hội tốt liền vươn tay ra và sau đó giả vờ đụng tay với phó dương hy phó dương hy thấy cô làm như vậy thì liền đỏ mặt ngại ngùng rồi anh rút tay mình thật mạnh ra phải lắp bắp nói cậu làm gì vậy triệu minh khê nhìn thấy vậy thì bảo xin lỗi sau đó cô mở tờ giấy vừa nãy ra và trên đó có viết sao cũng được, cô thầm nghĩ xem ra mặc dù cậu ấy không thích mình lắm nhưng cũng không muốn so đo. Nghĩ rồi cô kiểm tra chậu cây thì mới hốt hoảng bởi vì chỉ sau cú chạm đó mà mầm cây mới đã mọc nhiều lên như vậy. Đến nay cô tự ngủ rằng vậy nếu như mình lần sờ tay của những người trên danh sách chẳng phải đã kiếm hời rồi sao. Phó Dương Hi lúc này ngại ngùng đỏ mặt nghĩ chỉ là sờ tay của mình cũng không phải ôm được mình mà đã vui vẻ đến vậy dính người như thế này sau này phải làm sao đây. Phong cảnh lúc này chỉ đến vài ngày sau lúc này triệu minh khai đang đi ra khỏi lớp học cô thẩm mỹ mấy ngày nay mượn cơ hội đã phát bài tập tiếp xúc với bạn học khác thích kiểu thành đoạn cũng mọc lên được một cây non nghĩ đến đây cô thảo khẩu trang của mình ra và ngắm mình trên gương cô tự ngủ vết sẹo quả nhiên mờ đến mức gần như không nhìn thấy rồi thầy cô như vậy hệ thống lên tiếng nói rằng vận khí tương đương với chất dinh dưỡng cô sẽ càng ngày càng đẹp hơn ấy nghe thấy vậy cô đeo khẩu trang lên và tự ngủ dựa theo tiến độ hiện tại thích được 20 cây non có lẽ mình cũng không cần phải đeo khẩu trang nữa rồi rồi sau đó khung cảnh chuyển đến đoạn phó dương hy đang nhìn qua nhìn lại bạn thân dương hy thấy vậy thì liền bảo học sinh chuyển lớp cũng thả thật nghe nói dáng vẻ vốn đã không có gì đặc biệt năm ngoái trên mặt còn bị thương nữa cậu ta nói tiếp gần đây bình chọn hoa khôi trong trường em gái triệu viện của cô ấy lại là người có số phiếu cao nhất chắc hẳn cô ấy ít nhiều gì cũng có chút tự ti khi cậu ta nói đến đây phó dương hy liền quay lại lườm cậu ta một cái thấy vậy cậu ta 14 rồi nói nhưng tính cách của học sinh chuyển lớp rất tốt đó vừa chuyển lớp hai ngày ngày nào cũng tặng bánh ngọt và bánh bích quy cho bọn tớ mọi người đều khá thích cô ấy phó dương hy nghe vậy liền quay lại hỏi bọn tớ sao anh nhớ lại trước đây cô cũng từng đưa bánh cho anh nhưng anh lại từ chối bảo rằng bánh quy nướng lộ xộn gì vậy. Phó Dương Hi nghe vậy thầm nghĩ mình tưởng đó là bữa sáng của cô ấy sợ cô ấy không ăn đủ nên mới không ăn không ngờ cô ấy xoay người lại đi chia cho người khác. Nghĩ đến đây anh quay xuống nói với bạn thân mình rằng tặng bánh ngọt và bánh quy cho bọn thằng bọn tớ là ai. Cậu ta đáp là vài tổ trưởng học sinh trường lớp vừa mới đến như vậy cũng có thể giúp cô ấy nhanh hòa nhập mà. Phó Dương Hi nghe vậy thì gật gù đáp cũng đúng anh thầm nghĩ đầu bếp nhỏ này cũng thật biết đối nhân xử thế vừa hay lấy thừa bù thiếu cho mình. Phó Dương Hi lúc này vui vẻ nghĩ đến khung cảnh sau này anh tự nhủ sau này ngoại giao trong nhà không cần phải lo lắng nữa rồi sau đó trong lớp có tiếng bàn tán rằng vì sao khoa khôi bầu cử của trường năm nay triệu viện lại là người có số phiếu cao nhất chứ tăng chiều cao của lớp kim bài không được yêu thích sao người khác nghe vậy thì đáp bình thường thôi tỷ lệ nắm sinh trong trường chúng ta chiếm 7 phần chắc năm sinh yêu thích loại diện mạo như triệu viện đó hơn nữa triệu viện thì chất tốt thành tích tốt giá cảnh tốt ai mà không thích được cơ chứ rồi sau đó có một bạn trong lớp nhìn thấy triệu minh khê đi qua cậu ta nghĩ học sinh chuyển lớp chính là chị của triệu viện đúng không hoàn toàn không thể so sánh với triệu viện nghĩ đến đây cậu ta quay xuống thì thấy triệu minh khê đang điền phiếu thì hỏi cô rằng điền phiếu báo danh cuộc thi liên trường sao của một tham gia hả triệu minh khê đáp muốn thử sức xem sao nghe vậy cậu ta cười và bảo đúng rồi mặt cậu rốt cuộc làm sao vậy có thể tháo khẩu trang xuống cho bọn tớ nhìn một chút không em gái cậu trông rất đẹp còn thành tích tốt chắc cậu cũng không kém là bao nhỉ nghe vậy một cô bạn nữa liền cười và đi đến bảo rằng đúng đó còn chưa biết cậu trông như thế nào nữa nghe bọn họ nói vậy cô lạnh lùng đáp rằng có thể trông như thế nào nữa chứ còn không phải hai con mắt một cái miệng sao trong lòng cô thầm nghĩ đám người này là cố ý thôi vậy lười phản ứng rồi đột nhiên có một cái dép phi ngang qua mặt của triệu minh khê và nó phi thẳng đến mặt của cậu bạn đang nói điều triệu minh khê kia lúc này phó dương hy lên tiếng bảo rằng có phiền không vậy cả ngày các cậu cứ ba la chip chip ổn chết đi được thấy vậy hai người đang nói lúc nãy kia liền hoảng sợ mà không dám nói thêm gì cả cậu bạn kia lúc nãy cũng lắp bắp xin lỗi còn cô bạn kia liền xoay người bỏ đi thấy triệu minh khi ngạc nhiên quay lại phó dương hy liền đỏ mặt bảo rằng đừng đắc ý không phải tôi giúp cậu bọn họ làm ồn đến tôi thôi nghe vậy triệu minh khê cười tươi và đáp cảm ơn phó dương hy thấy vậy thì gục mặt xuống bàn ngại ngùng nói đã nói không phải là xúc cậu rồi mà triệu minh khê lúc này vừa viết vừa thầm nghĩ mặc dù cậu ấy nói chuyện khó nghe nhưng hình như lại cũng không khó ở chung đến vậy phó dương hy lúc này quay sang phía triệu minh khê rồi thầm nghĩ rằng vừa nãy đi ra hành lang soi gương chứng tỏ cô ấy rất để ý đi đến khuôn mặt của mình với lời lúc nãy cô ấy nghe xong nhất định rất khổ sở nghĩ đến vẻ mặt tuổi thân của triệu minh khê phó dương hy thầm nghĩ chắc cô ấy đang cố kìm nén nước mắt nghĩ đến đây anh liền lấy tay giả bộ ho một tiếng rồi quay sang phía triệu minh khê và bảo rằng này cậu có cảm thấy tôi đẹp không nghe thấy câu hỏi như vậy cô liền nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên nói hả sau đó cô liền nhìn phó dương hy rồi thầm nghĩ rằng cái bệnh tụi mày ngớ ngẩn lại tái phát rồi sao nhìn phó dương hy đang mong chờ câu trả lời như vậy cô liền đáp đẹp lúc này cô thầm nghĩ vị thái tử sao lại quả thật dáng vẻ không thể chê vào đâu được nghe thấy triệu minh khê nói vậy anh vui vẻ đáp vậy không phải được rồi sao anh nhìn cô rồi nói tiếp bởi vì bản thân tôi đẹp trai vậy nên con gái mà tôi kết hôn nói đến đây anh ta đột nhiên ngừng lại rồi sửa lại lời nói của mình rằng bạn bè mà tôi kết bạn nhận em trai đều không thể để đối phương có đẹp hay không dù sao cũng không đẹp bằng tôi. Rồi anh ta đắc ý đáp cho nên cậu cứ yên tâm tôi không để cậu đẹp hay xấu gì đâu. Nghe thấy những lời như vậy cô liền cạn lời thầm nghĩ thật sự tội ơn cậu luôn đó trong nháy mắt tôi đã cảm nhận được an ủi rồi đấy. Rồi sau đó khung cảnh chuyển đến lúc nửa đêm ở ký túc xá nữ. Triệu Minh Khê lúc này vừa lướt điện thoại của thằng Mỹ mọi người đã thảo luận chọn hoa khôi cả một ngày thật sự cạnh tranh kịch liệt đến vậy sao? Rồi đột nhiên cô nhìn thấy gì đó mà chợt mở to mắt của mình lên rồi cô ngồi dậy hốt hoảng nói sao mình cũng vào vòng trong rồi nhìn bảng danh sách cô thầm nghĩ ảnh chụp đeo khẩu trang cũng có thể tham gia bầu chọn sao người gửi bài có phải đang chơi mình không nghĩ đến đây cô liền tự hỏi rằng không phải là ngạc tiểu hạ bọn họ đang chơi xấu đó chứ rồi sau đó cô liền kéo chân đi ngủ thầm nghĩ rằng mặc kệ hiện tại mình cũng không phải đi để tới mấy chuyện này thì cô ta vậy cũng cùng lúc này phó dương hy đang tức giận mà sai mọi người mau bỏ phiếu cho triệu minh khê mọi người vừa bất lực yếu ớt nhỏ bé vừa thầm nghĩ vốn tưởng có chị dâu là chuyện tốt anh ở lại đau khổ đến vậy và vào ngày hôm sau tại hành lang của lớp có tiếng bàn tán rằng cậu nghe nói gì chưa triệu minh khê vào vòng trong của cuộc bình chọn hoa khôi lần này rồi đấy xếp hạng 20 đó nghe thấy vậy thẩm lệ như liền lấy điện thoại của mình ra và thầm nghĩ quả thật dáng vẻ của cô ấy rất đẹp anh tự nhủ lần đầu gặp mặt vào hai năm trước đã khiến người khác không rời được mắt rồi anh thầm nghĩ mặc dù thành tích không tốt ra mặt lại còn dài nhưng hai năm nay cô ấy đã nỗ lực rất nhiều nghĩ đến đây thẩm lệ như liền bỏ phiếu cho triệu minh khê anh thầm nghĩ thì thật cô ấy cũng không kém như vậy cô ấy mà nỗ lực thì không ai có thể địch lại được số đột nhiên có một tiếng gọi nhiều thần nghe vậy thẩm lệ nghiêu nở một nụ cười vì tưởng đó là triệu minh khê nhưng sau khi anh quay đầu lại thì thấy không phải mà là một người khác anh thất vọng thầm nghĩ hóa ra là không phải trong lòng nghiêu thần lúc này bực bội nghĩ cả tuần cũng không gặp được triệu minh khê cô ấy đang cố ý né tránh mình nhưng bảo giúp cuộc thì sao lúc này khung cảnh lại chuyển sang bên phía ngạc tiểu hạ cô ta hỏi triệu viện rằng viện viện ảnh lệ nghiêu chắc không phải muốn tìm triệu minh khê đâu nhỉ nghe tới cái tên triệu minh khê triệu viện liền tức giận mà không trả lời ngạc tiểu hạ thấy vậy thì lắp bắp nói rằng tôi nói bừa thôi đến đây triệu viện lên tiếng bảo nghe nói cô ấy cũng tham gia tuyển chọn hoa khôi trường ngạc tiểu hạ nghe vậy thì bối rối nói cô ta một ít hơn 200 phiếu tốt hơn ba nghìn lận cô ta không vượt lên được đâu rồi sau đó cô ta đưa điện thoại cho triệu viện rồi bảo cậu nhìn nè vũ ninh còn định âm thầm chuẩn bị quà cho cậu nữa nghe đến đây triệu viện kia tôi cười bảo tớ cũng không thiếu gì bảo em ấy cứ tùy tiện tặng đi xem ra người trong nhà đều vẫn rất yêu thương nhau ngạc tiểu hạ kia nghe vậy thì nói nhiều tớ cũng có một em trai như vậy thì tốt rồi rồi sau đó triệu viện rồi đi và bảo anh hai tớ muốn đến đón tớ tớ về thu dọn ba lô trước tuần sau gặp nhé rồi khung cảnh chuyển đến hành lang lốc quốc tế lúc này anh hai và vũ ninh đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau vũ ninh thấy triệu minh khê thì hét lên chị triệu minh khai thấy vậy thì đáp sao hai người lại đến đây anh hai nghe thấy như vậy thì đáp minh khê anh thầm nghĩ váy mặc không đỏ cũng không phải thậm chí thoạt nhìn càng vui vẻ hơn rất nhiều sao nghĩ đến đây anh ta vui vẻ bảo chúng ta vừa đi vừa nói anh hai đưa em đi ăn lẩu triệu minh khê nghe vậy thì lạnh lùng đáp đó là món triệu viện thích ăn tôi không hề thích ăn lẩu anh hai nghe vậy thì bối rối đáp vậy thì ăn cái khác còn nữa tuần sau mẹ vào viện viện đó sinh nhật em cũng phải về nhà đi đừng trẻ con nữa Triệu Minh khi nghe thấy vậy thì hỏi Vũ Ninh rằng xem ra cậu vẫn chưa truyền lại lời của tôi nói. Vũ Ninh lúc này cũng đơ người luôn, anh hai quay lại hỏi Vũ Ninh rằng lời gì. Rồi Triệu Minh khê lấy từ trong cặp ra một thứ gì đó. Thì ra là tiền, sau đó cô đưa cho anh hai, anh hai thấy vậy thì bảo em làm gì vậy. Đến đây cô vứt giấy thừa rồi vào thùng rác. Rồi cô lên tiếng bảo chưa ảnh ra trên người tôi không có đồ gì khác của nhà các người nữa rồi. Nghe đến đây anh hai tức giận nói em cứ vậy mà vứt ảnh gia đình mà thùng rác trong mắt em người một nhà chúng ta là gì vậy. Nghe vậy cô đất chỉ là một tấm ảnh sao chép mà thôi có cần phải vậy không? nghe những lời này anh ta liền ngơ người ra trong hồi ức triệu minh khê luôn bám lấy anh và bảo rằng anh hai ảnh chụp chung của em và bà nội bị em trai em gái để đâu không thấy rồi lúc đó anh ta tức giận đó chỉ là một tấm ảnh sao chép mà thôi có cần phải vậy không đến đây triệu minh khê quay người rồi đi anh hai lúc này thì đứng ngây người ra vũ ninh bên cạnh thì thấy vậy lắp bắp hỏi làm sao đây anh lại bảo rằng lời minh khê bảo em chuyển lại là gì vũ ninh lúc này mới đáp nói muốn gọi tuyển hoàn toàn quan hệ anh hai nghe đến đây tức giận hết sao em không nói sớm cho anh biết rồi sau đó anh ta bảo với vũ ninh rằng em về nhà trước anh đi tìm minh khê nói chuyện một chút rồi sau đó bỗng cho phó mình hy chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ nãy đến giờ phó minh hy hỏi bạn của mình rằng hai tên ngốc này là ai cậu ta đáp đừng đuổi theo nữa rồi cậu ta nói nhủ rằng chuyện gì à người khác đừng xen vào sau đó phó minh hy cũng nhớ lại những lời nói chê bai trước đây của bạn học về ngoại hình của triệu minh khê anh thấy vậy thì tự nhủ rằng người trong nhà cô ấy cũng sẽ không thiên vị đấy chứ nghĩ đến đây anh tức giận tự nhủ người trong nhà cô ấy cảm thấy hoa khôi trường gì đó đẹp hơn bé khẩu trang thành tích cũng tốt hơn vậy nên thiên vị sau Nghĩ đến đây anh ta nói một câu bé khẩu trang bỏ ra triệu viện gì đó 100 lần luôn rồi, bạn thân của anh ta thấy vậy đáp đúng. Rồi anh ta đột nhiên nhìn thấy gì đó. Thì ra là trái bóng rổ được đặt ở trên ghế. Nói rồi cậu ta cầm quả bóng lên và thầm nghĩ có rồi mình phải chút giận thay cho bé khẩu trang. Nhìn thấy phó mình hy định ném quả bóng xuống bạn cậu ta liền ngăn cản đừng mà cái này tốt xấu gì cũng là người nhà của học sinh chuyển lớp ném vỡ mặt người ta thì không hay đâu. Phó mình hy nghe vậy liền đáp cũng đúng mình lắm như vậy thì không thích hợp cho lắm sau này làm sao còn qua lại được đi đến đây cậu ta đưa bóng cho cậu bạn kia rồi nói rằng cậu ném hợp hơn ấy cậu bạn kia nhận lấy quả bóng với khuôn mặt rất ngơ ngác và khó hiểu lúc này vũ ninh đang đi trên đường thì đột nhiên có một quả bóng từ trên cao rơi trúng đầu cậu ta cậu ta vì đau quá nên ôm đầu tức giận quay lại hét lên ai vậy người ném bóng kia không thèm nói lời nào mà đi qua đụng vào vai của cậu ta vũ ninh kia thấy vậy thì tức giận bảo rằng lớp 12 mấy người có ý thức không vậy phó dương hy thấy vậy thì ở trên đáp các người phân biệt đối xử như vậy với bé khẩu trang thế mà không biết ngựa nó ra từ ý thức sao khung cảnh lúc này chuyển sang buổi chiều tối Vũ Ninh nói với anh hai của mình rằng anh hai vậy em về trước đây, anh hai nghe vậy thì đáp về đi anh đi tìm Triệu Minh Khê. Nói đến đây hai người mỗi nhà mà làm việc với riêng của bản thân mình. Anh hai đến ký túc xá thì gặp một cô quản lý ở đó, cô quản lý ở đó tức giận nói này phụ huynh nam không thể đi lên trừ khi học sinh xuống đón. Anh ta thấy vậy thì đáp tôi tìm em gái tên Triệu kia học khối 12 lớp quốc tế con bé không mang theo điện thoại, nói đến điện thoại thì anh ta thầm nghĩ tiêu rồi mình khê bờ lúc mình rồi. Vô quản lý nghe vậy thì vừa quan sát vừa bảo lúc cậu đưa con bé đến nội chú chắc có đăng ký chứ có nhờ ký vào trang nào không tôi phải kiểm tra cậu mới có thể cho đi lên được. Anh hai nghe vậy thì chột dạ nói rằng con bé một mình đến không ai đưa đi. Nghe vậy cô quản lý vừa cầm trội vừa tức giận hét lên cậu muốn trà trộn vào ký túc xá nữa đúng không đây là trường trung học tư lập cao cấp, nhà ai lại để con cái trong nhà tự đến một mình hả mau đi đi. Anh hai lúc này thầm nghĩ hóa ra con cái nhà người khác đều có người đưa đến à. Nhớ về hồi xưa Triệu Minh Khê luôn thân thiết với bản thân, nhưng giờ đây lại lạnh lùng như vậy. Anh ta thầm nghĩ trước giờ mình chưa từng nghĩ đến MAI chuyện đó đã lập lại bao nhiêu lần mới khiến minh khê thất vọng với chúng ta như vậy lúc này khung cảnh chuyển đến ban đêm tại triệu gia mọi người trong nhà triệu gia lúc này đang ăn tối bà mẹ tức giận hỏi con trai cả rằng hôm nay con không đến trường nó sao thấy vậy anh ta đáp đến rồi triệu việt nghe vậy thì thầm nghĩ hóa ra anh hai không phải đến đón mình mà là đi tìm triệu minh khê sau đó anh ta bảo rằng minh khê nói gần đây con bé phải chuẩn bị cho giải đấu trong trường muốn tranh thủ thời gian học tập nên trước tiên cứ tiếp tục ở nội trú bà mẹ nghe vậy thì thắc mắc hỏi nó cũng muốn tham gia à Triệu Viện nghe thấy vậy thì vui vẻ đáp với khả năng thành tích của Minh Khê thì hơi khó năm ngoái con cũng chỉ vào vòng chung kết Minh Khê thì không lấy được tư cách tham gia đoán chừng trong lòng không vui lắm. Nghe đến đây cô ta quay sang Vũ Ninh rồi hỏi rằng em nói xem đúng không Vũ Ninh? Vũ Ninh nghe vậy chỉ trả lời một câu là không biết. Triệu Viện nghe thấy vậy thì tức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cô ta cũng phải giả bộ vui vẻ và bảo rằng mẹ đừng lo Minh Khê không về vẫn còn có con ăn cơm xong con đấm lưng giúp mẹ nha. Nghe vậy bà ta đáp cái này làm sao có thể giống nhau được nói về massage vẫn là Minh Khê đó tốt hơn nghe được lời nói như vậy cô ta tức giận thầm nghĩ lại là triệu minh khê mình chán cái cảm giác bị bỏ qua này lắm rồi cùng lúc đó tại trung tâm thương mại phó thị bạn thân của phó dương hy bảo rằng tan học không để em về nhà còn nuôi em đến trung tâm thương mại lamnha phó dương hy nghe vậy thì đáp cậu nói xem sau mấy ngày nay cô ấy chỉ thay hai bộ đồng phục học sinh nhỉ có phải cãi nhau với gia đình xong đến cả quần áo cũng không có không nghe vậy cậu bạn kia tỏ ra ngạc nhiên hỏi nhưng mà là ai phó dương hy nghe vậy thì đắc ý đáp chính là ai đó điên cuồng theo đuổi phó dương hy nghĩ đến triệu minh khê luôn vui vẻ bảo rằng này tớ làm xong bài tập giúp cậu rồi này cốc tai biến chắc ý đã sáng nay cô ấy giúp tôi làm bài tập làm xong hai mắt còn sáng lấp lánh rồi sau đó hai người đi vào trung tâm thương mại phó dương hy vui vẻ bảo rằng tôi không trả lại cho cô ấy chút đồ chẳng phải rất bất lịch sự sao cậu bạn kia nghe vậy thì bĩu môi đáp anh đã mất lịch sự rất nhiều năm rồi sao bây giờ đột nhiên lại nói đến lịch sự vậy rồi sau đó hai người đến một cửa hàng quần áo nhân viên ở đó vui vẻ bảo chào mừng thiếu gia ghé đến ngày cần gì ạ à. phó dương hi đi vào rồi chỉ vào quần áo và bảo rằng mấy cái này đều gói lại giúp tôi bạn anh ta đứng bên cạnh thắc mắc hỏi vậy anh làm sao đưa cho cô ấy phó dương hy nghe thầy câu hỏi như vậy liền đáp buổi tối cô ấy đều sẽ đến thư viện năng lượng tôi về nhà trước một chuyến cậu giúp tôi đi ăn tối qua gặp nhau ở thư viện nhé cậu bạn kia khi nghe như vậy thì hốt hoảng hốt đáp không được phó dương hy nghe vậy thì bảo rằng cậu kích động như vậy có chuyện gì rồi tôi sao cậu bạn kia nghe vậy thì lắp bắp nói không có nhưng trong lòng cậu ta thầm nghĩ em cũng không thể nói cho anh biết tan học nhìn thấy thẩm lệ nghiêu và chị dâu cùng nhau đến thư viện được nghe vậy cậu ta vui vẻ bảo rằng vậy chúng ta cứ tùy tiện mua đi Phó Dương Hy nghe vậy thì đáp đương nhiên chẳng lẽ còn trông chờ tôi sẽ tỉ lệ chuẩn bị cho cô ta sao? Sau đó Phó Dương Hy điên cuồng nhét quần áo vào vali, thấy cái nào anh ta liền đem hết vào. Đến nỗi cả cái sạp hàng đều đã trống trơn, cậu bạn kia thấy vậy thì trố mắt ngạc nhiên, cậu ta thầm nghĩ anh gọi cái này là tùy tiện mua đấy hả? Rồi sau đó hai người tiền đến một chỗ bán khẩu trang, Phó Dương Hy thầm nghĩ ở đây có khẩu trang chắc cô ấy cũng cần cái này nhỉ, người bán hàng nói vậy thì bảo rằng Phó thiếu. Ngay cần cái này không, cô ta vừa nói vừa đưa bộ đồ lên phó dương hy nhìn thấy vậy thì đỏ mặt lắp bắp nói cái gì cần hay không chứ thiếu ra tôi thoạt nhìn giống người sẽ mua loại đồ này làm sao cô hiểu lầm gì về tôi à nghe vậy nhân viên kia lắp bắp xin lỗi và sau đó cô ta bảo rằng tôi sẽ cầm ngay đi nhưng đột nhiên phó dương hy lại bảo đợi đã vậy thì lấy hai cái đi nói rồi anh giơ tay ra lúc này anh thầm nghĩ bé khẩu trang gần đây nghèo như vậy cũng không biết có một đỏ mấy thứ này không rồi sau đó phó dương hy liền cẩn thận bỏ bộ đồ bỏng tay đó vào vali rồi cầm một sốc khẩu trang anh ta vừa nghĩ xem chút nữa là quên cái này rồi nghĩ đến anh ta liền nhét hết khẩu trang vào túi của mình rồi nhanh chóng kéo bạn thân của mình và bảo rằng được rồi đi thôi nhớ tính tiền với khương tu thu chị nhân viên kia thấy vậy thì mỉm cười rồi bảo ấy đã thiếu ra đây biết yêu rồi sao sau đó khung cảnh chuyển sang bên ngoài trung tâm thương mại cậu bạn kia hỏi rằng anh hy là cô ấy theo đuổi anh không phải anh theo đuổi cô ấy anh đừng mua một đống nữa như vậy có được không nghe vậy phó dương hy liền ngại ngùng đỏ mặt quay lại bảo rằng tôi không thích cô ấy đã nói có qua có lại mà và thành phố lúc này đang nhộn nhịp vào buổi đêm thấy phó dương hy lại đi vào trung tâm thương mại cậu bạn kia hét lớn rằng anh hy xe nhà anh sắp đến rồi anh đi đâu vậy phó dương hy nghe vậy thì đáp bớt nói nhảm nghe vậy ca ta là lầu bầu nói nhìn cái bộ dạng vô giá trị của anh kìa rồi sau đó phó dương hy mang ra một cái túi lớn thầy pháp cậu bàn kia ủ rũ nói sao anh không dọn sạch trung tâm thương mại luôn đi nhưng phó dương hy không để mà lại bảo rằng mẹ tôi và phó chí ý về nước rồi tôi quay về ứng phó với mẹ trước tám giờ gặp ở thư viện nhé nghe vậy cậu bạn kia bất lực nhận túi đồ và đáp nhiều đồ như vậy em phải nói kiểu gì đây rồi đột nhiên có một chiếc xe đi đến và đỗ ở chỗ họ phó dương hy nhanh chóng lên xe và bảo rằng ngốc ạ à, cậu cứ nói là chúng thưởng đi và sau khi nói xong câu này thì phó dương hy liền đi mất để cho bạn của mình cùng với hai đống đồ ở giữa đường lúc này không cần chuyển đến thư viện trường vào buổi đêm hệ thống bảo với triệu minh khê rằng bài thi này mất 75 phút càng lúc càng nhanh rồi triệu minh khê nghe vậy thì đáp bài thi này không khó rồi cô vừa nhìn chậu cây vừa lướt trên diễn đàn cô bảo rằng hơn nữa vận khí thu hoạch được cũng đang bù trừ cho độ giảm iq của kiếp trước rồi tự nhiên cô lướt chừng cái gì đó và cô bảo hệ thống rằng cộng màu giúp tôi nhìn xem đây có phải cháu trai của thầy cao đang tìm người chơi đúng không hệ thống nghe vậy liền kiểm tra rồi bảo rằng đúng vậy nếu cô xin việc được thì còn có thể giảm bớt áp lực tài chính của cô nghe vậy triệu minh khang liền đáp rằng nếu có thể được thấy cao chỉ điểm một hay hai cái tỷ lệ trúng tuyển giải đấu trong trường cũng có thể lớn hơn nói đến đây đột nhiên có ai đó kéo ghế bên đối diện ra thì ra đó chính là thẩm lệ nghiêu triệu minh khang thấy vậy liền hỏi sao cậu ở đây khổng dai trạch vậy mà không đi theo sao thẩm lệ nghiêu nghe vậy liền đáp vì sao tớ không thể ở đây thư viện do nhà cậu mở à nghe thấy vậy cô liền bảo rằng nói chuyện căng như vậy tôi chưa chọc cậu đâu rồi đột nhiên thẩm lệ nghiêu nhìn thấy vỏ trên bàn có ghi là phó dương hy anh liền hỏi rằng bài tập của cậu ta vì sao cậu phải làm nghe đến đây ánh mắt cô sắc lẹ bảo rằng tôi tự nguyện trong lòng cô lúc này thẩm nghĩ vừa có thể tích góp khí vận lại có thể ôn tập một công đôi việc nghe thấy triệu minh khê nói vậy thẩm lệ nghiêu liền bảo rằng cậu làm loạn đủ chưa vậy trong lòng anh thẩm nghĩ vì sao phải trêu chọc phó dương hy vì sao không xuất hiện trước mặt tôi nghe vậy cô tức giận đó nghiêu thần chúng ta chẳng qua chỉ quen biết hai năm cậu không có lập trường để khuyên tôi thấy vậy thẩm lệ nghiêu chỉ có thể tức giận nói rằng chẳng qua chỉ quen biết hai năm sao trong lòng cậu ta lúc này thầm nghĩ vậy hai năm nay thích theo như lời cậu nói được tính là cái gì sau đó triệu minh khê đứng dậy và bảo rằng đúng rất xin lỗi vì lúc trước làm phiền cậu sau này sẽ không có nữa thẩm lệ nghiêu nghe thấy cô nói như vậy niềm im lặng mà không bảo gì và chỉ có thể nhìn cô rời đi một cách bất lực lúc này cậu ta đã tức giận mà nắm chặt lấy bàn tay của mình cậu bạn thân của phó dương hy lúc này thì đang ở ngoài cửa kính và thầm nghĩ mẹ ơi nhiêu thần vẫn còn ở đây thế này phải làm sao nhỉ rồi đột nhiên có một cánh tay của phó dương hy đặt lên trên vai cậu ta khiến cậu ta giật mình phó dương hy hỏi cậu ta rằng sao cậu còn ở đây vào trong đi nghe thấy vậy cậu ta quay lại đó anh hi tay anh sao vậy cậu ta nghe thấy vậy thì bảo rằng không sao mảnh vỡ ly cứa sứt thôi vào trong đi nhìn thấy phó dương hy đang đi vào thư viện như vậy cậu ta lắp bắp nói cái đó anh hy hay là anh ăn xong rồi vào nghe vậy phó dương hy đáp thần kinh à ngoài này lại muốn chết trong lòng anh thầm nghĩ thằng nhóc này nhất định nói chuyện giấu mình rồi khung cảnh chuyển đến bên trong thư viện có một túi đồ được đặt xuống bạn thân của phó dương hy lúc này vui vẻ bảo với triệu minh khê rằng đây là tôi với anh hy chơi game chúng thưởng được và hình như đều là đủ con gái nên đưa cho cậu vậy triệu minh khê nhìn thấy vậy thì đáp cho tôi sao Phó Dương Hy gật gù nói đúng rồi. Anh tiếp tục bảo rằng cậu đừng nghĩ nhiều mọi người đều là bạn học giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Nghe thấy vậy cô nhìn túi đồ và thầm nghĩ làm gì chúng thử chúng được mấy thứ này tám phần là cố ý mua rồi. Nghĩ đến đây cô liền vui vẻ và bảo rằng cảm ơn cậu nhà. Phó Dương Hy nhìn thấy thế thì đeo tê mặt nói đã nói là chúng thưởng mà cảm ơn gì chứ. Rồi đột nhiên Phó Dương Hy nhìn thấy ai đó. Và nhìn kỹ lại hóa ra chính là thẩm lệ nghiêu. Anh tự nhủ rằng lại là cậu ta vì sao cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào bé khẩu trang của mình như vậy. Phó Dương Hi nghĩ đến đây liền mở to mắt mà lườm thẩm lệ nghiêu thẩm lệ nghiêu thấy vậy thì cũng không kém cạnh mà tức giận lườm lại sau đó thẩm lệ nghiêu đứng dậy quay người rồi rời đi lúc này phó dương hy nổi cơn ghen hỏi triệu minh khê rằng ai vậy bạn có quan hệ khá tốt à triệu minh khê nghe thấy vậy thì ngạc nhiên bảo rằng bình thường chỉ là quen biết phó dương hy nghe vậy thì hỏi cô là nhìn dáng vẻ giả vờ đứng đắn thành tích của cậu ta rất tốt sao triệu minh khê thấy vậy thì bối rối đáp sao vậy trong lòng cô lúc này thầm nghĩ không phải cậu ta muốn đổi người làm bài tập đó chứ nghĩ đến đây cô mắt sáng long lanh bảo phó thiếu cứ để tớ làm bài tập giúp cậu cho cần gì phải bỏ gần tìm xa Phó Dương Hy nghe vậy thì ngại ngùng đỏ mặt đáp được được không để người khác làm, trong lòng cậu ta lúc này thầm nghĩ cô ấy đang ghen phải không, chắc chắn là vậy rồi. Sau đó Triệu Minh Khê hỏi Phó Dương Hy rằng đúng rồi các cậu mua à không đã trúng cái gì vậy. Cậu bạn thân của Phó Dương Hy nghe vậy thì cười và bảo cái này đơn giản, tớ cho cậu xem vừa nói cậu ta vừa mở vali lên. Nhìn thấy vậy Phó Dương Hy nhanh chóng ngăn cản lại đợi đã quay về rồi mở. Nhưng chiếc vali cuối cùng cũng được mở ra và đập vào mắt chúng ta là bộ đồ nóng bỏng. Triệu Minh Khê nhìn thấy vậy thì hỏi cái này cũng là chúng được hả? Phó Dương Hy nghe vậy liền nhét bộ đồ đồ vào bạn mình rồi ngại ngùng đỏ mặt bảo đây là thứ gì tại sao lại ở trong vali. Cậu bạn kia nhìn thấy vậy thì lắp bắp nói anh Hy đừng thấy sắc mà quên nghĩa chứ. Phó Dương Hy sau đó ra hiệu cho cậu bạn kia rời đi khỏi đây ngay bây giờ. Cậu ta nhét bộ đồ đó vào túi rồi bảo rằng đây là của tôi trong vali mới là đồ anh Hy chúng. Nghe vậy Triệu Minh Khê liền cười và bảo rằng một đứa con trai như cậu lại mua loại đồ này sao? Phó Dương Hy nghe vậy thì ngại ngùng đỏ mặt lắp bắp nói cậu ấy tưởng tôi muốn mua à không phải chúng, nói đến đây bụng cậu ta liền reo lên một cái triệu minh khê thấy vậy thì thầm nghĩ không phải cậu ấy vì mua đồ cho mình đến giờ vẫn chưa ăn đấy chứ nghĩ đến đây cô vui vẻ bảo với phó dương hy rằng cậu mau ăn cơm đi nghe thấy cô nói vậy phó dương hy liền ngoan ngoãn ngồi xuống rồi anh mở hộp cơm của mình ra rồi bảo rằng sao lại có rau thơm sắc mặt của anh chợt tối lại rồi thầm nghĩ con trai mình không ăn rau thơm mà cũng không biết nhớ lại khung cảnh lúc trước anh có hỏi mẹ bảo rằng muộn vậy rồi mẹ muốn đi đâu không phải vừa về sao thấy vậy bà đáp mẹ còn phải đưa chí ý đến nhà ông nội cơm tối đã mua món con thích để trên bàn rồi Phó Dương Hy lúc đó nghe được câu như vậy thì thầm nghĩ biết mẹ về nước con từ trung tâm thương mại vội vàng quay về, kết quả mẹ trở về căn bản không phải vì thăm con đúng không? Rồi đột nhiên khung cảnh lúc này Triệu Minh Khê ân cần hỏi Phó thiếu, "Phó thiếu để tớ giúp cậu lựa." Nói đến đây cũng liền lấy hộp cơm về chỗ của mình rồi nhặt từng cọng rau thơm ra. Phó Dương Hy nhìn thấy vậy thì cảm động nghĩ làm công việc tỉ mỉ như vậy cô ấy cũng không chơi phiền phức rốt cuộc cô ấy thích mình đến mức nào nhỉ? Bên này Triệu Minh Khê vừa gắp rau vừa suy nghĩ rằng làm công việc tỉ mỉ như vậy chắc sẽ tăng lên không ít vận khí sau đó có người nhìn thấy hai người họ tình cảm như vậy thì tức giận nắm lấy bàn tay của mình thì ra đó chính là thẩm lệ nghiêu anh ta thầm nghĩ mình khê vẫn đang giận dỗi mình uẩn công mình còn ngồi sắp xếp trọng điểm giải đeo u trăm trường cho cô ấy rồi sau đó thẩm lệ nghiêu đưa vở cho một bạn quản lý ở thư viện rồi bảo rằng xin chào phiền giao cho triệu minh khê lớp quốc tế giúp tôi anh thầm nghĩ đợi cô ấy bình tĩnh lại tất cả sẽ giống như lúc trước đúng không bên này phó dương hy đang mỉm cười nhìn triệu dương khê gắp đồ ăn sau khi gặp xong triệu minh khê đưa đồ ăn qua cho phó dương hy rồi sau đó cô nhìn lại chậu cây thì vui vẻ thầm nghĩ vậy mà có thể mọc lên cả ba cây non nắng lúc này tin nhắn hiện lên trong điện thoại phó dương hi hiện lên rằng cậu con mẹ nó quẹt thẻ tôi mua cái gì vậy người không biết có tưởng tôi có sở thích quái dị nữa đấy nghe vậy phó dương hy đáp lại rằng gần đây phó chỉ ý về nước thời buổi rối loạn về trường cấp cứu dùng thẻ thôi mua cần câu thấy vậy khương tư thu đáp rốt cuộc cậu theo đuổi người ta hay người ta theo đuổi cậu cậu sắp mất luôn cái quần lót rồi kìa phó dương hy nghe vậy thì bảo sợ cái gì cô ấy không thèm tiền của tôi khương tư thu thấy vậy thì bất lực vào không thèm tiền của cậu nhưng thèm hào môn phó thì đó nghe đến đây cậu ta như là chết lặng vì ngộ ra được điều gì phó dương hy đọc những dòng tin nhắn hiện trên điện thoại mà khương tư thu nhắn rằng người ngoài không biết tình hình phó thị tưởng cậu là người thừa kế duy nhất nếu như phó chỉ mới là người thừa kế cô ấy sẽ tiếp cận cộng hay tiếp cận phó chí ý đây đến đây cậu ta ngẩn người ra rồi khương tư thu nhắn tiếp từ nhỏ đến lớn tớ chưa từng nhìn thấy người nào theo đuổi cậu vì con người cậu cho nên cô gái này tại sao lại khác biệt như vậy nhìn những dòng tin nhắn này mà mắt cậu ta nhưng nổi cơn tức giận rồi cậu ta đập thật mạnh trên điện thoại xuống bàn Phó Dương Hy vừa ôm đầu vừa nghĩ nếu như mới quen biết bé khẩu trang nghe những lời của Khương Tư Thu mình cũng không hề gì. Nghĩ đến đây ánh mắt của anh lén nhìn Triệu Minh Khê, rồi buồn bã thầm nghĩ rằng mình sợ lời Khương Tư Thu nói là sự thật, anh tự hỏi bản thân rằng nên thăm dò cô ấy một chút không nhỉ. Triệu Minh Khê thấy anh nhìn như vậy thì thắc mắc hỏi nhìn thấu làm gì. Phó Dương Hy bị bắt thì vậy thì liền cất hộp ăn rồi bảo rằng không có tôi ăn xong rồi 10 giờ rồi cũng không về ký túc xá sao. Rồi đột nhiên cậu bạn thân kia xuất hiện tươi cười và bảo vali nặng lắm để bọn tớ giúp cậu kéo về cho phó dương khi thấy vậy thì thầm nhìn cậu bạn kia như đang hỏi bằng ánh mắt dài sao cậu quay lại luôn rồi cậu bạn kia thấy vậy thì nhìn đáp anh cũng không thể để em cầm nội y về nhà chứ phó dương khi thấy vậy thì đáp được rồi thế thì giúp mang vali về phòng vậy sau đó phó dương khi cô ý đặt điện thoại xuống cho triệu minh khê đọc và trên đó có hiểu rằng có chí ý mới là người thừa kế toàn bộ tài sản nhìn thấy những dòng chữ như vậy ánh mắt của triệu minh khê ngạc nhiên tự hỏi đây là gì vậy phó dương khi nhìn thấy biểu cảm của cô thì quay lại hỏi làm sao vậy Triệu Minh Khê nghe vậy thì đáp không có gì cho mèo cô thầm nghĩ cho nên Phó Dương Hy vừa nãy đen mặt là vì Phó Chí Ý đã cướp thân phận người thừa kế của cậu ấy sao? Rồi cô tự nhủ rằng hóa ra hai người hỏi là quan hệ cạnh tranh, vậy mà mình còn muốn cọ vận khí của Phó Chí Ý nữa. Cô thắm suy nghĩ vận khí Phó Chí Ý có 2% trong khi vận khí Phó Dương Hy là 6%. Đến đây cô thần tự nhủ không cần thiết vì Phó Chí Ý mà các tội với Phó Dương Hy dù sao tài sản cũng sẽ không chia cho mình vận khí là quan trọng nhất. Nghĩ đến đây cô liền nhìn tay của Phó Dương hi và thầm nghĩ rằng tay cậu ấy bị thương rồi mua băng cá nhân có thể tăng thêm bao nhiêu vận khí đây. Nghĩ vậy cô liền vội vã chạy đi và bảo rằng các cậu đợi tí tớ có chút việc. Cậu bạn thân của Phó Dương Hi kia thấy vậy thì thắc mắc hỏi cô ấy làm sao vậy. Phó Dương Hi kia lúc này liền giống như bực bội ngồi xuống và bảo rằng chúng ta cứ đợi đi. Sau đó thời gian thấm thoát thoi đưa thời gian cũng đã đến 10 giờ 10 phút. Thấy vậy cậu bạn kia bảo rằng anh Hi hay là cô ấy ngại nhận đồ nên muốn tìm cái cớ chuẩn đi rồi. Phó Dương Hi nghe thế liền bực bội nghĩ biết được mình không phải người thừa kế xoay người trực tiếp mà chạy mất sao. Rồi anh như mệt mỏi đứng dậy và lạnh lùng bảo rằng bỏ đi đi thôi. Phó Dương Hy buồn rầu tự nhủ mình đã từng nghĩ cô ấy có thể vượt qua được thăm dò nhưng hóa ra cô ấy cũng giống với đám người đó tiếp cận mình là vì hào môn võ thị nó nghĩ đến đây anh đứng một lúc lâu ở ngoài thư viện rồi sau đó anh cứ liên tục đi trước mà không nói chuyện gì đấy cậu bạn kia cả cậu bạn kia thấy vậy thì lo lành nghĩ anh hy bị làm sao vậy nhỉ phó dương hy lúc này thì nghĩ đến những ký ức trước kia rồi tự nhủ rằng nếu vào lúc cô ấy lại gần mình lần đầu tiên mình vứt cô ấy ra ngoài rồi những lần sau cũng như vậy nữa thì bây giờ trong lòng cũng sẽ không có chuyện giống như bị đâm một dao như vậy không đến đây anh đặt tay lên tim mình như thể nó hiện giờ rất đau đớn số đột nhiên có tiếng gọi của triệu minh khê cô ấy hét lên phó dương hy nghe thấy tiếng gọi đó phó dương hy liền ngạc nhiên và quay người lại và sau khi quay người lại đã nhìn thấy phía trước chính là triệu minh khê cùng với một túi gì đó cô mệt mỏi hỏi không phải bảo các cậu đợi tớ một chút sau phó dương hy thấy vậy thì tìm cậu đập thình thịnh đáp tôi còn tưởng cậu không quay lại nữa đột nhiên cô triệu minh khê kéo tay của phó dương hy lại gần rồi hai người họ cùng nhau ngồi xuống bậc thang cô bảo rằng vết thương của cậu hơi dài không xử lý kịp thời sẽ bị nhiễm trùng phó dương hy nghe vậy thì lắp bắp nói tôi tưởng trong đầu anh lúc này thầm nghĩ tôi tưởng nhìn thấy tin tức kia liền bỏ ý định tiếp cận tôi rồi nghe phó dương hy nói vậy cô liền quay lại hỏi tưởng cái gì cơ anh nhìn thấy biểu cảm cô như vậy thì vui vẻ thầm nghĩ thăm dò cái gì chứ khương tư thu ghen tị thì có rồi anh đắc ý nghĩ triệu minh khê chính là người thic phó dương hy nghĩ đến đây anh đáp cho nên cậu vội vàng đi mua cái này vì tôi à triệu minh khê nghe vậy thì ánh mắt trở nên bất lực mà chả nói gì rồi cô nắm lấy bàn tay phó dương hy và ấn mạnh để bôi vết thương phó dương hy thấy vậy liền bối rối nói ây cái người này làm gì vậy lôi lôi kéo kéo nhưng cuối cùng anh vẫn vui vẻ mà để cho cô môi vết thương trên cánh tay mình triệu minh khê thầm nghĩ cũng không biết làm sao vết thương lại sâu như vậy nữa lúc này thì phó dương hy đang vui vẻ nhìn cô chiều mến rồi tự nhủ rằng quả nhiên cô ấy thích con người mình rồi sau đó triệu minh khê nhìn anh rồi bảo rằng dán xong rồi dáng vẻ của con người này thật là phó dương hy kia thì thấy cô ở gần sát mình như vậy thì liền ngại ngùng đỏ mặt nghĩ gần quá